Rồi, rất là tuyệt vời ha. À, mọi người đã nghe rõ Dương nói chưa ạ? Rồi, Dương xin chào tất cả anh chị em có mặt ở trong cái buổi chia sẻ của Dương. Hiện tại thì Dương đang phát trực tiếp cả trên Facebook của Dương tên là Nguyên Vũ Thùy Dương và cả trên nền tảng TikTok. Và cái video này thì Dương cũng sẽ ghi lại để nếu như mà có anh chị nào mà chúng ta cũng mong muốn là được xem lại, chúng ta ghi chép lại thì các anh chị cũng có thể tìm lại những cái video của Dương ở trên cái nền tảng là YouTube để các anh chị tìm kiếm và các anh chị xem lại những cái video. Thì anh chị có thể tìm kiếm tên đấy là Nguyễn Vũ Thùy Dương Official để chúng ta có thể xem lại những video trước đây của Dương đã từng đăng tải nhé. Rồi ạ. À. Rất tuyệt vời, Dương chào chị Mai Lan. Rồi ạ. Rồi ok. Vậy thì hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu luôn cái chương trình trong ngày hôm nay nha. Trước khi bắt đầu thì Dương cũng xin chia sẻ một số cái nội quy khi mà các anh chị tham gia cái chương trình này và cái tính chất của cái chương trình này đó là mang cái tính chất là miễn phí ạ và các anh chị có quyền được xem hoặc là không xem, đó là quyền quyết định của các anh chị, không sao cả, chưa ạ? Và nhưng mà nếu như mà chúng ta đã tham gia rồi thì chúng ta có một số cái nội quy như sau. Thứ nhất ạ, đó là các anh chị vui lòng là tham gia xuyên suốt trong cái buổi chia sẻ của Dương. Các anh chị nào mà đang có mặt ở trên Zoom thì cũng có thể là bật camera xuyên suốt trong buổi Zoom ngày hôm nay và tham gia với 100% năng lượng, được không ạ? Và cái thứ hai đó là khi mà các anh chị em tham gia thì chúng ta không ghi âm chụp hình dưới bất cứ cái hình thức nào và chúng ta học tập nghiêm túc, ý chưa ạ? Và có một cái điều lưu ý với các anh chị ạ. Tại vì là Dương thì đang là trực thuộc đang đồng hành cùng với cả câu lạc bộ Trạm Tháo Vàng và câu lạc bộ Trạm Tháo Vàng thì không buôn bán bất cứ một cái sản phẩm dịch vụ gì cho các anh chị cả. Câu lạc bộ Trạm Tháo Vàng thì không tuyên truyền bất cứ tôn giáo đạo giáo nào. Câu lạc bộ Trạm Tháo Vàng cũng không thuộc bất cứ một cái đoàn thể nào cả. Đây là nơi để chúng ta có thể cùng nhau là chia sẻ những cái kinh nghiệm, phong cách sống, những bài học về kinh doanh, về cuộc sống, đúng không ạ? Câu lạc bộ là một nơi để là một cái môi trường để chúng ta được học tập và đọc sách cùng với nhau. Vậy thì ạ, bao nhiêu anh chị chúng ta cũng đồng ý với cái nội quy của câu lạc bộ thì có thể comment là tôi đồng ý được không ạ? Rồi ạ, anh chị có thể comment nha. Rồi các anh chị đã chuẩn bị nước cho ngày hôm nay chưa? Hãy sẵn sàng nước nhé, tại vì nước là rất là cần thiết cho não của chúng ta. Bộ não của chúng ta rất là yêu thích nước và sự vui vẻ, đúng không ạ? Rồi, ok, vô cùng tuyệt vời, các anh chị sẵn sàng rồi đúng không ạ? Rồi, vậy thì tiếp theo ạ, cho Dương hỏi là bao nhiêu trong số các anh chị chúng ta cũng mong muốn là có cuộc sống thành công và giàu có thì có thể comment tôi được không ạ? Bao nhiêu trong số các anh chị chúng ta cũng mong muốn có cuộc sống thành công, giàu có và khỏe mạnh thì có thể comment tôi được không ạ? Yes. Và bao nhiêu trong số các anh chị chúng ta cũng mong muốn có cuộc sống thành công, giàu có, khỏe mạnh và hạnh phúc thì có thể comment tôi được không ạ? Rồi, rất là tuyệt vời ạ. Rồi. Tôi xin chào chị Ngọc Trần, chào anh Nguyễn Bắc. Rồi, chào chị Châu Thư, chào Thảo. Rồi, rất là tuyệt vời ha. Dương đang thấy anh chị cũng đang comment rồi. Rồi, vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau là gieo những cái hạt mầm thành công, giàu có, khỏe mạnh, hạnh phúc bằng những cái hành động của mình và những cái suy nghĩ của mình, bằng những cái lựa chọn, bằng những cái thói quen của chúng ta, đúng không ạ? Để chúng ta đạt được những cái kết quả. Ok chưa ạ? Rồi, vô cùng tuyệt vời luôn. Rồi, Dương xin chào chào mừng lại tất cả các anh chị chúng ta đến với cái chương trình live stream, cái buổi Zoom 21 ngày đúng không? 21 ngày làm chủ sự giàu có và thiết lập cái thói quen thịnh vượng. Hôm nay là ngày số 4 đúng không anh chị? Rồi hôm nay là ngày số 4 và ngày hôm nay thì Dương sẽ chia sẻ với các anh chị một trong những cái bí mật vô cùng quan trọng. Được chưa ạ? Một trong những cái yếu tố then chốt ảnh hưởng đến 99% thành công của anh chị. Và nó cũng là một cái yếu tố nó ảnh hưởng đến Dương và tất cả những cái người thành công và giàu có và với cả các anh chị luôn. Rồi, hiện tại các anh chị có anh chị nào mà chúng ta đang có cái kết quả như thế nào đó, các anh chị đang có cái cuộc sống của mình mong muốn hay không? Các anh chị có đang hạnh phúc với cái cuộc sống của mình hay không? Các anh chị có đang có được cái sự giàu có thịnh vượng hay là có được cái sức khỏe như ý mình hay không? Thì 99% ạ, 99% nó đến từ cái yếu tố này của các anh chị. Cái yếu tố mà Dương sẽ chia sẻ trong cái ngày hôm nay thì đó là một cái bí mật mà Dương đã biết được ạ. Dương đã thực sự là ứng dụng nó một cách rất là tuyệt vời. Dương ứng dụng tuyệt đối cho cái cuộc đời của mình luôn. Và khi mà Dương bắt đầu Dương ứng dụng á, thì cái cuộc đời của mình là đã thay đổi rất là ngoạn mục.
Nó thay đổi 180 độ luôn ạ. Nó thay đổi cả cuộc sống của mình này, thay đổi cả mối quan hệ, cả về sức khỏe và đặc biệt ạ là về sự thịnh vượng và về tài chính nữa. Rồi, bao nhiêu trong số các anh chị ạ, chúng ta cũng đang cực kỳ là hào hứng, cực kỳ là ngóng chờ để Dương có thể chia sẻ cái kiến thức vô cùng tuyệt vời này. Thì có thể comment là tôi sẵn sàng nhé. Rồi ạ. Rồi, và đây là một trong những cái yếu tố ạ. Ngày hôm nay thì Dương chia sẻ với các anh chị và chúng ta sẽ ứng dụng cái kiến thức này trong suốt cái tháng này, trong suốt cái tháng 2 này. Chị ạ, trong suốt cái chuỗi mà huấn luyện để chúng ta làm chủ cái sự giàu có. Và có một cái điều ạ, vô cùng tuyệt vời. Nếu như mà các anh chị chúng ta biết được cái kiến thức bí mật ngày hôm nay và các anh chị là mình thực sự là nghiêm túc ứng dụng nó 100% chuẩn xác vào cái cuộc đời của mình, thì Dương chắc chắn rằng là cuộc đời của các anh chị chỉ toàn những cái điều lợi lạc tốt đẹp mà thôi. Chị ạ, và cái kiến thức đó ngày hôm nay sẽ được hé mở. Đó chính là sức mạnh tiềm thức. Rồi anh chị sẵn sàng sổ bút để chúng ta sẽ cùng nhau ghi chép lại. Chúng ta sẽ cùng nhau ứng dụng những cái kiến thức ngày hôm nay nhé. Rồi, vậy thì sức mạnh tiềm thức là gì ạ? Nói về sức mạnh tiềm thức thì chúng ta sẽ nói về cái cuốn sách. Đó là cuốn sách. Đây ạ, Dương sẽ dơ lên để các anh chị sẽ có thể nhìn thấy nhé. Các chị ở trên trên Zoom đã nhìn thấy rõ chưa ạ? Rồi, đây là cuốn sách Sức mạnh tiềm thức. Là cuốn The Power of Your Subconscious Mind. Rồi, đây là cuốn sách Sức mạnh tiềm thức. Đây là cuốn sách mà ở trên đầu thì các anh chị có thể nhìn thấy được cái dòng chữ đấy là The New York Times Bestseller của tác giả là Dr. Joseph Murphy. Được không ạ? Cho Dương hỏi ạ, có bao nhiêu chị chúng ta đã đọc cái cuốn sách này rồi? Cuốn sách này thì chúng ta có thể comment số 1 ạ. Anh chị nào đã đọc cái cuốn sách này rồi có thể comment số 1. Rồi, bao nhiêu anh chị lần đầu tiên mà chúng ta mới nghe đến cuốn sách này thì có thể comment số 2 giúp Dương nhé. Rồi ạ, bao nhiêu trong số anh chị mà chúng ta cũng biết cái cuốn sách này rồi, thậm chí là cũng đã mua rồi, nhưng mà chúng ta chưa đọc thì comment số 3 ạ. Đã biết cuốn sách rồi, thậm chí mua rồi nhưng mà chưa đọc thì comment số 3. Và có một cái điều nó rất là thú vị ạ, đó là cái việc mà mình chưa biết hay mình đã mua rồi nhưng mà mình chưa đọc ấy thì nó cũng có cái kết quả giống y chang như nhau. Đấy là mình không học và mình không đọc được, đúng không ạ? Và cái kiến thức trong cuốn sách này mà chúng ta chưa đọc nó thì nó không thể nào nó giúp chúng ta thành công được. À, khi mà mình mới đọc và mình mới ứng dụng ạ, đúng không ạ? Được chưa ạ? Ok, sau khi mà Dương chia sẻ cái cuốn sách này mà anh chị nào mà chúng ta chưa biết, chưa đọc hoặc là mình chưa mua thì mình hãy hãy nhanh chóng là đi mua, được chưa ạ? Và mình đọc cho bản thân của mình để mình hiểu biết thêm về cuốn sách này, vì trong cái cuốn sách này là nó có rất rất là nhiều những cái bài học và những cái định nghĩa căn bản. Và trong cái chương trình này, khi mà các anh chị mà học tập cùng với Dương, khi mà Dương chia sẻ với các anh chị thì Dương sẽ chỉ có thể là chia sẻ về cái cách ứng dụng thôi, chỉ là cái cách ứng dụng thôi ạ. Nên để các anh chị hiểu rõ hơn về sức mạnh tiềm thức thì các anh chị sẽ đọc cái cuốn sách này. Ok nhá. Được chưa ạ? Rồi, chúng ta sẽ đọc cái cuốn sách này. Đây là cái kiến thức nền tảng đó các anh chị. Và Dương sẽ hướng dẫn cho các anh chị cách để các chị ứng dụng. Rồi, và nói về sức mạnh tiềm thức ạ, thì Dương sẽ chia sẻ với các anh chị ở đây. Đó là Dương sẽ chia sẻ một cách nó đơn giản nhất để các anh chị đều có thể hiểu được. Vì nó có nhiều anh chị cũng nhiều anh chị đọc xong nhưng mà các anh chị chưa hiểu. Hoặc là cũng có một số anh chị mình nghe xong rồi mình thấy là nó cũng hơi mơ hồ quá, thì chúng ta sẽ phân tích theo cái cách mà tất cả các anh chị dễ hiểu nhất, đúng không ạ? Rồi, ví dụ là về cái phần đầu tiên nhá, cho Dương hỏi các anh chị ạ. Theo các anh chị thì con người của chúng ta có bao nhiêu giác quan ạ? Rồi anh chị có thể comment ạ. Bản thân con người có bao nhiêu giác quan ạ, theo các anh chị? Rồi anh chị có thể comment nhá. Rồi có một số người thì sẽ nói là 5, một số người thì sẽ nói là 6, một số người thì lại nói là con số khác, có người nói là 10, có người nói là 30 luôn ạ. Và thật sự ạ thì câu trả lời nào thì cũng đúng hết. Nếu như mà các anh chị có anh chị nào mà trả lời là con số 30 thì có thể là các anh chị đã học qua về cái môn tâm lý học rồi. Nếu nói về chuyên sâu thì con người là có 30 giác quan.
Nhưng nếu mà nói về các giác quan chính ý, tổng hợp ạ, tổng hợp nha cả nhà, thì con người ạ, chúng ta thường thì mỗi người đều biết tới là năm giác quan đúng không ạ? Đó là gì? Đó là mắt, mắt này, mũi này, miệng, tai và cảm giác, được chưa ạ? Cảm giác đó là năm cái giác quan, và các giác quan này đều là những cái giác quan thông thường của mọi người, chúng ta đều như nhau. Nhưng cho Dương hỏi anh chị ạ, nếu như thực sự là một con người chỉ có năm cái giác quan này thôi thì có khác biệt gì nhau không ạ? Nếu mà chỉ có năm giác quan này thôi thì điều gì khác biệt giữa một cái người thành công và một người không thành công? Điều gì khác biệt giữa một cái người triệu phú và một người vỡ nợ? Điều gì khác biệt giữa một chủ doanh nghiệp và một người đang đang làm công? Điều gì khác biệt giữa một cái người đang rất là khỏe mạnh và một người đang đau ốm bệnh tật? Và nó khác nhau ở chỗ nào nếu như tất cả mọi người đều có năm giác quan? Tất cả mọi người đều có thể nhìn được này, nói được, nghe được, đều có thể ngửi được và cảm nhận được. Vậy thì cái yếu tố để tạo nên cái sự khác biệt giữa tất cả mọi người, sự khác biệt là đúng không ạ? Sự khác biệt nó luôn ảnh hưởng tới 99% cái sự thành công hay là thất bại của người đó. Nó đến từ từ một giác quan, và đó chính là cái giác quan thứ sáu nha các chị. Bao nhiêu trong số các anh chị ở đây ạ, chúng ta đã từng nghe đến cái giác quan thứ sáu rồi ạ? Bao nhiêu chị đã nghe đến cái giác quan thứ sáu rồi? À, có người nói đúng không ạ? À, cái cô này là có giác quan thứ sáu, cái vị này hay là cái thầy này có giác quan thứ sáu, hay là tôi có cái người bạn đúng không ạ, có cái khả năng của cái giác quan thứ sáu, mình thấy cả có cái gì đó nó mơ hồ nhưng mà nó rất là hay, nhưng mà mình nó chưa có lý giải được đúng không? Thật ra là tất cả chúng ta không phải là một cái người đặc biệt nào mới có đâu các anh chị, tất cả chúng ta là đều có giác quan thứ sáu, tất cả mọi người trên đời này đều có, chỉ là chúng ta có nhận ra không, nhận ra hay không thôi, chỉ là chúng ta chưa nhìn thấy nó thôi. À, tất cả mọi người là tất cả con người thì đều có cái giác quan thứ sáu này. Ừ. Và con người thì có 6 cái giác quan chính nha các anh chị. Dương đang nói là có 6 giác quan chính nhé. Còn nếu như mà có thể phân ra nhỏ hơn thì có những cái giác quan khác, nhưng mà chúng ta sẽ không nói đến ở trong cái chương trình này. Bây giờ thì Dương sẽ tập trung để Dương chia sẻ cho các anh chị. Và các giác quan thứ sáu này nó chính là tâm thức. Ừ. Và tâm thức là gì ạ? Tâm thức nó chứa đựng những cái thông tin. Tâm thức nó mang đến những cái tính năng về suy nghĩ này, nó mang đến cái khả năng được lựa chọn của con người. Nó mang đến cái khả năng để chúng ta có thể học hỏi, để chúng ta có thể tiếp nhận thông tin, lưu trữ thông tin và đưa ra, truyền tải thông tin ra bên ngoài. Có nghĩa là nếu như mà một con người mà không có tâm thức thì đó chỉ là một cái cơ thể không có biết làm cái gì cả. Và nó giống như là các chị hình dung là một cái người mà mất trí nhớ đấy. Có nghĩa là họ không nhớ là họ là ai và họ không biết phải làm cái gì hết. Họ là một cái người người lớn nhưng mà cái bộ não của họ, cái nhận thức của họ giống như là một cái đứa trẻ con vậy, không biết nói, không biết làm gì cả, không có kiến thức gì cả. Đó là những cái người bị mất trí nhớ. Và có nghĩa là sao? Cái tâm thức của họ đã không có ok rồi. Và một cái đứa trẻ khi mà nó vừa mới được sinh ra thì tâm thức của nó giống như là một trang giấy trắng. Và tâm thức là gì ạ? Tâm thức nó bao gồm ạ cả ý thức và tiềm thức. Tâm thức nó có cái chức năng rất là lớn, đó là giúp cho chúng ta có thể tiếp thu cái kiến thức, giúp cho chúng ta có thể thu thập thông tin, vận hành năm cái giác quan bên ngoài. Một cái cách đó là theo hệ thống và có thể ứng dụng được, sử dụng được, cảm nhận được và ra quyết định. Đặc biệt ạ, chức năng của tâm thức là giúp cho con người có được sự khác biệt giữa con người và con vật. Ừ, đó là tâm thức của con người. Ừ. Và tâm thức của con người thì mạnh hơn gấp hàng tỷ lần. Gấp hàng tỷ lần ạ, so với những cái sinh vật bình thường. Những sinh vật bình thường thì nó cũng có tâm thức, nhưng mà tâm thức của nó thì sẽ không thể nào nó mạnh bằng được, không thể nào phát triển bằng với cả con người được. Có thể là những cái giác quan khác đúng không ạ? Có những cái giác quan khác của những con loài động vật khác thì nó sẽ phát triển hơn con người. Ví dụ chẳng hạn như là làm mắt đi. Có những con vật thì nó có khả năng nó nhìn vào ban đêm, hoặc là nó có thể nhìn xa hơn so với con người. Hay là tai, có một số sinh vật đúng không ạ? Ở một số loài động vật thì nó sẽ có cái khả năng lắng nghe tốt hơn cái tai của con người chúng ta. Về cái lưỡi, cái mũi thì cũng sẽ có một số con vật đúng không ạ? Có khả năng thính mũi hơn
so với con người. Ví dụ chẳng hạn như là con chó con đúng không ạ, ở con chó con cún đúng không ạ, hay là cái cảm giác ạ, có một số sinh vật đúng không ạ thì nó có cái cảm giác là tốt hơn so với con người chúng ta. Nhưng mà có một cái giác quan, nó vượt trội mà con người mạnh hơn tất cả so với những cái loài vật khác, đó chính là cái giác quan thứ sáu, đó chính là tâm thức. Đó chính là tâm thức, đó chính là cái khả năng để chúng ta học tập này, cái khả năng để chúng ta lưu giữ thông tin, cái khả năng để chúng ta có thể sáng tạo, cái khả năng để chúng ta có thể được lựa chọn, và cũng là cái khả năng để chúng ta có thể ra quyết định. Sự khác biệt của tâm thức của con người và loài vật đó là tâm thức của con người phát triển mạnh hơn rất là nhiều so với con vật. Ok chưa ạ? Đó là cái thứ không phải là chỉ có người đặc biệt hay là cái người thông minh mới có đâu, mà tất cả các anh chị ở đây, Dương hay là bất kỳ ai, bất cứ anh chị nào, dù là người da trắng, dù là người da vàng, dù là người da đen hay là da đỏ, dù là các anh chị đang ở, sinh ra ở đâu, lớn lên ở vùng đất nào, hay là các anh chị đang ở vùng nóng hay là vùng lạnh, hay là ở vùng biển hay ở trên núi hay là ở bất cứ nơi đâu đó, thì tất cả chúng ta, bất cứ cái con người nào, chúng ta đều có cái giác quan thứ sáu này, đó chính là tâm thức. Anh chị theo kịp không ạ? Rồi anh chị có theo kịp không ạ? Rồi, ok ạ. Chúng ta đều có, cho nên là các anh chị cũng không cần phải lo rằng là à mình không có thành công được. Bởi vì khi mà các anh chị đã có cái này rồi thì chắc chắn là mình dùng được rồi. Chỉ là chúng ta chưa biết về nó thôi. Chúng ta chưa biết cái cách để chúng ta vận hành và chúng ta sử dụng cái tâm thức của mình, cho nên là mình chưa đạt được cái thành công như là mình mong muốn. Ngày hôm nay khi mà các anh chị đã biết về tâm thức rồi thì Dương cũng đảm bảo với các anh chị sau ngày hôm nay thì cuộc đời các anh chị và chúng ta sẽ thay đổi theo cái chiều hướng nó tốt đẹp hơn rất là nhiều lần. Thậm chí ạ, có các anh chị cũng đã đạt được rất là nhiều, anh chị khi mà các anh chị được Dương chia sẻ xong, đã áp dụng xong thì chị đã đạt được những cái mục tiêu, những cái kết quả nó rất là tuyệt vời. Thậm chí là có nhiều anh chị còn chưa từng nghĩ là mình có thể đạt được. Rồi, và nếu mà nói về tâm thức ạ, thì chúng ta sẽ nói kỹ hơn ạ, được chưa ạ? Rồi, tâm thức thì sẽ gồm có hai phần. Hai phần ạ. Một là về ý thức, hai là tiềm thức ạ. Rồi, tâm thức gồm hai phần, một là ý thức, hai là tiềm thức. Ok chưa ạ? Và để Dương chia sẻ cho các anh chị ạ, vậy thì Dương sẽ vẽ một cái hình đi. Dương sẽ vẽ một cái hình để cho anh chị dễ hình dung hơn nhé. Ok. Rồi Dương sẽ vẽ một cái hình để các anh chị có thể dễ dàng hình dung hơn. Rồi, tâm thức của chúng ta thì sẽ gồm có hai phần. Rồi anh chị sẽ hình dung ạ. Đây, tâm thức của chúng ta. Rồi anh chị nhìn được hình không ạ? Và cái phần ở bên trên này, được chưa ạ? Cái phần ở bên trên này thì đó chính là ý thức. Chưa ạ? Ở bên trên này sẽ là ý thức. Ý thức này nó sẽ chiếm là 10%. Còn phần ở dưới thì nó sẽ là tiềm thức. Tiềm thức chiếm đến 90%. Được chưa ạ? Anh chị nhìn rõ được hình không ạ? Và để tâm thức nó sẽ giống như cái hình này đúng không ạ? Chúng ta hiểu rằng tâm thức sẽ được chia làm 10 phần, một phần là ý thức và 9 phần còn lại là phần tiềm thức. Và cái phần ý thức này ạ, nó có cái chức năng gì? Anh chị có kịp vẽ lại hình không ạ? Anh chị vẽ hình vào trong vở của mình nhé, trong sổ của mình nhé. Rồi, ok ạ. Ý thức này có chức năng gì và tiềm thức này có chức năng gì? Khi mà chúng ta nói đến một cái đứa trẻ đi. Khi một một đứa trẻ vừa mới sinh ra thì cái phần của nó đã tốt chưa ạ? Cái phần ý thức của nó đã tốt chưa? Nó đã mạnh chưa? Một đứa trẻ sinh ra thì nó có biết đâu là đúng, đâu là sai không anh chị? Nó có biết kiến thức nào là để giao tiếp, hay là nó có biết để lựa chọn, hay là nó có biết cái cách để làm cái gì không? Cái hiểu biết của nó đã vững chưa? Theo anh chị ạ, đứa trẻ mới sinh ra nó là một cái trang giấy trắng thì cái ý thức của nó đã mạnh chưa ạ? Các anh chị? Yes, đúng rồi ạ. Chưa đúng không ạ? Chưa ạ. Một đứa trẻ mới sinh ra thì không biết đâu là đúng, đâu là sai. Ví dụ khi mà chúng ta lớn rồi
thì chúng ta sẽ biết rằng là à cái ly này đúng không, ví dụ một cái ly nước như thế này, à chúng ta biết rằng là à, nó có chức năng là gì, là để rót nước để chúng ta uống nước. Nhưng mà đối với một đứa trẻ đúng không ạ, ở đối với một đứa trẻ thì chưa có ý thức thì đối với nó đấy là cái gì, à nó chỉ là một cái món đồ chơi thôi đúng không, một cái món đồ chơi hay thậm chí là một cái món đồ để các bạn ấy ném, rất là không an toàn luôn. Và đó là cái điều mà chúng ta thấy được rằng là cái ý thức nó chiếm 10% và cái chức năng của ý thức nó là để ra quyết định và lựa chọn. Anh chị cứ ghi lại nhé, cứ ghi lại đi ạ, ở lát thì chúng ta sẽ được diễn giải nó kỹ hơn. Rồi cái ý thức nó chiếm 10% 10% của tâm thức ạ, và nó có chức năng đó là để ra quyết định và lựa chọn. Nhưng mà một đứa trẻ vừa mới sinh ra cái ý thức của nó chưa mạnh, bởi vì cái tầng tiềm thức của nó chưa có mạnh. Ok chưa ạ? Cái ý thức của một đứa trẻ nó chưa mạnh bởi vì tầng tiềm thức của nó chưa có nhiều thông tin, nó chưa được dạy, nó chưa được lưu trữ thông tin. Và từ cái đứa trẻ nó chưa có sự hiểu biết, nó chưa biết rằng đâu là đúng, đâu là sai, đâu là tốt, đâu là không tốt. Nó không có nhận biết được là ở cái gì ăn được, cái gì không ăn được. Nó không nhận biết được là cái gì chơi được hay là không. Nó cũng không nhận biết được rằng là cái gì uống được, cái gì không uống được. Anh chị hình dung được không ạ? Nó không có nhận biết được đâu là nguy hiểm, đâu là an toàn. Và đó là cái tầng tầng ý thức. Nó chưa vận hành được nếu như mà nó chưa có được cái tầng tiềm thức. Rồi, và bây giờ chúng ta sẽ nói đến cái phần là 90%. Cái yếu tố ảnh hưởng đến 90% cái cấu tạo của một con người, cái hiểu biết của một con người đó chính là tiềm thức. Và tiềm thức thì nó có một cái chức năng đấy là đồng ý và cho thêm. Được chưa ạ? Chức năng của tiềm thức đó là yes and more, đồng ý và cho thêm. Có nghĩa là sao ạ? Có nghĩa là khi mà các anh chị dạy cho con mình cái gì thì cái đứa trẻ đó nó sẽ ngay lập tức nó đồng ý, nó sẽ luôn luôn nó tin rằng cái điều đấy là đúng. Nó sẽ lưu trữ cái thông tin đấy vào cái tầng tiềm thức của nó, vào cái bộ nhớ của nó, và nó sẽ lưu trữ mãi mãi. Đó là cái lý do vì sao mà chúng ta thấy được rằng là à tuổi thơ vàng đúng không? Tuổi thơ vàng của một đứa trẻ là từ 0 đến 7 tuổi. Có nghĩa là trong 7 năm đầu tiên của một đứa trẻ, của một con người á, thì ai là cái người nuôi nấng nó, ai là cái người dạy cho nó và nó được dạy cái điều gì thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái phần đời còn lại của đứa trẻ đó. Hầu hết là như vậy. Được chưa? Nếu như mà một đứa trẻ sinh ra có một cái gia đình mà cha mẹ là dạy cho những cái tư duy, những cái niềm tin mà không hỗ trợ cho sự thành công, thì cái đứa trẻ đó nó lớn lên ạ, nó sẽ tin rằng nó là một người thất bại. Nếu như một đứa trẻ sinh ra trong một gia đình ạ, mà cha mẹ là những cái người không tích cực, luôn luôn là nói những cái điều không tốt, luôn nói xấu này, hay đổ lỗi, hay than phiền, hay oán trách, thì cái đứa trẻ đó nó cũng có niềm tin là nó là một cái nạn nhân. Khi lớn lên nó cũng là một cái nạn nhân. Nó sẽ luôn luôn đổ lỗi cho cuộc đời, luôn đổ lỗi cho cả nền kinh tế, luôn đổ lỗi cho chính phủ, đổ lỗi cho tất cả mọi người trừ bản thân của nó. Và nó cũng sẽ trở thành một cái hệ thống niềm tin của con người chúng ta. Ok chưa các anh chị? Tiềm thức nó có chức năng đó là lưu trữ thông tin. Và cha mẹ dạy cho con điều gì thì cái điều đó nó sẽ được lưu vào cái tầng tiềm thức của cái đứa trẻ đó và nó sẽ không biến mất ạ. Nó lưu trữ ở trong cái tầng tiềm thức đấy đến suốt cuộc đời. Nó lưu trữ ở trong cái 90% đấy ạ. Và sau 7 năm thì gần như là nó được hoàn thiện. Nó được hoàn thiện toàn bộ những cái hệ thống niềm tin gốc rễ của đứa trẻ đó, của cái con người đó. Và có một cái khả năng là gì ạ? Nếu như mà có một ai đó không được may mắn sinh ra trong một gia đình không được giáo dục tốt thì người đó lớn lên là chưa dễ thành công. Chưa dễ thành công đâu các anh chị. Bởi vì cái niềm tin đó nó dính chặt với họ. Và một trong số cái niềm tin ạ, có thể là các anh chị ạ, thậm chí là chính bản thân Dương trong quá khứ cũng vậy nhé. Dương đã được là mình đã được là cha mẹ của mình đúng không ạ, thầy cô hoặc là ông bà hoặc là cái người nuôi nấng mình dạy mình trong quá khứ mà mình không có biết là đấy là đúng hay là sai, mình được dạy và mình tin luôn. Anh chị hình dung được không ạ? Mình tin luôn. Mà khi mà chúng ta tin rồi thì sao? Khi mà chúng ta tin rồi thì chúng ta sẽ mặc định luôn cái điều đấy là điều đúng.
dù rằng điều đó có khả năng là nó không đúng, dù rằng cái điều đó nó có khả năng là nó không giúp cho chúng ta, dù rằng cái điều đó nó không có khả năng là giúp cho chúng ta thành công. Bởi vì tiềm thức và chức năng, tiềm thức của chúng ta nó chỉ có một cái chức năng đấy thôi, đấy là đồng ý và cho thêm. Khi mà các anh chị chúng ta gọi là chúng ta cài đặt bất cứ một cái niềm tin nào, một cái thông tin nào, thì tiềm thức nó đều đón nhận hết, nó đều say yes and more, đồng ý và cho luôn cái điều đấy, đồng ý và cho thêm, đúng không ạ? Nên là nếu như mà một một cái người ạ, người ta dạy các anh chị khi còn nhỏ đó, nếu mà một người nào đấy dạy các anh chị khi mà còn nhỏ đi ạ, hay nói là sao, con tôi ốm, con tôi hay bệnh lắm, hay ốm, con tôi không được khỏe, thì các anh chị thử đoán xem ạ, cái người đó lớn lên ạ, lúc nào cũng không khỏe luôn. Nếu như mà cha mẹ mà hay nói ạ, hay nói con lúc còn nhỏ nè, ở đứa này nó dốt lắm, nó ngố lắm, thậm chí có một số gia đình thì dùng cái ngôn từ nó còn thậm chí nó tiêu cực rất là nhiều, ngu đúng không, ngu đấy, ăn gì mà ngu thế, đúng không? Thì các anh chị thử đoán xem ạ, lớn lên cái người đó nó có thông minh không, có khôn không, có học nhanh không? Nếu nhưng mà nếu như ạ, nếu như một đứa trẻ khi mà còn nhỏ được cha mẹ luôn luôn nói rằng là à con tôi rất là khỏe mạnh, con tôi cực kỳ năng lượng, con tôi cực kỳ khỏe mạnh, con tôi không có sợ bệnh tật gì hết, con tôi cực kỳ khỏe, thì anh chị đoán xem ạ, anh chị thử đoán xem đứa trẻ đó là lớn lên nó cực kỳ khỏe luôn, hay không ạ? Ủa kỳ ha, kỳ ha, sức khỏe mà cũng cũng được ảnh hưởng bởi cái điều đấy sao? Và anh chị thử đoán xem ạ, nếu như mà một đứa trẻ khi còn nhỏ mà được khen là con tôi thông minh lắm, con tôi thông minh tuyệt vời, con tôi có trí tuệ cực kỳ tốt, con tôi có trí nhớ siêu phàm, con tôi học rộng hiểu sâu, con học một biết mười, con cực kỳ thông minh và tài năng, con tôi cực kỳ trí tuệ, thì các anh chị đoán xem ạ, đứa trẻ đó làm sao, nó sẽ phát triển rất là tốt, nó trở thành thiên tài, đúng không ạ? Và đó là một cái điều mà chúng ta thấy được rằng là một con người mà họ có thành công hay không, nó đến từ cái sự ám thị, sự ám thị từ khi còn nhỏ, nó đến từ cái niềm tin của họ trong cái tầng tầng tiềm thức. Và trong tiềm thức của mỗi chúng ta là có một cái sức mạnh cực kỳ lớn, cái này là Dương sẽ nói sâu hơn ạ. Tiềm thức của chúng ta là nó ảnh hưởng tới toàn bộ cái quyết định của chúng ta, và chúng ta được học cái gì thì ý thức của chúng ta sẽ dùng những cái thông tin từ tiềm thức để ra quyết định và lựa chọn. Và hãy đoán xem ạ, nếu bây giờ có một cái cơ hội đến nhé, ví dụ như có một cái điều gì đó nó vừa đến, một cái cơ hội ở ngay trước mắt của chúng ta, hay là một cái khó khăn, hay là một cái rủi ro, hay là một cái vấn đề đi, một cái điều gì đó xảy ra trong cuộc đời chúng ta, thì lúc này ạ, chúng ta lựa chọn như thế nào, chúng ta quyết định như thế nào, chúng ta hành động như thế nào, tất cả mọi lựa chọn và hành động của con người ạ, đều dựa trên tiềm thức và trên niềm tin của họ, nó đều được dựa trên niềm tin của họ. Ví dụ như Dương chia sẻ với các chị ở đây ạ, có một cái vấn đề, một cái vấn đề như này nhé, Dương sẽ thử ạ, một cái vấn đề như này thì sẽ có bao nhiêu câu trả lời ạ? Bao nhiêu anh chị ạ, chúng ta đã biết đến cái vấn đề sống thử trước khi kết hôn? Bao nhiêu anh chị biết đến cái vấn đề này, sống thử trước khi kết hôn? Các anh chị có đồng ý ạ? Đồng ý hay là không đồng ý với cái vấn đề này ạ? Anh chị có đồng ý hay không? Sống thử trước khi kết hôn ạ. Có nghĩa rằng là một bạn nam và một bạn nữ đến với nhau, sống thử với nhau trước khi kết hôn. Và đương nhiên ạ, đương nhiên khi mà chúng ta sống thử, sống chung với nhau đúng không? Thì sẽ có những cái chuyện nó xảy ra. nó giống như vợ chồng vậy, nhưng mà chưa kết hôn. Vậy thì ạ, anh chị có đồng ý hay không đồng ý ạ? Rồi. Các anh chị có câu trả lời của mình không? Có quan điểm, qua cái quan điểm của anh chị như thế nào? Rồi, đấy là chúng ta mới chỉ nói về đến một cái vấn đề như vậy thôi, nhưng mà chúng ta sẽ thấy rằng là có rất là nhiều những cái ý kiến trái chiều với nhau. Có người đồng ý, có người không đồng ý. Và hầu hết ạ, những ai mà sinh ra và lớn lên ở châu Á thì sẽ không đồng ý. Vì cái niềm tin của người châu Á, theo cái nhà nho ngày xưa thì khi mà chúng ta theo cái nhà nho thì
có một cái niềm tin, có cái niềm tin đó là như vậy, cho nên là không được đúng không ạ, thậm chí là nó không tốt, vân 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 đúng không ạ, không có đồng ý, nói chung là không có đồng ý, cưới nhau rồi là mới mới được ở với nhau chứ đúng không ạ. Đó là theo phương Đông, nhưng mà theo phương Tây thì sao ạ? Phương Tây nếu như mà bạn 18 tuổi mà bạn lại chưa có gọi là chưa làm cái chuyện đấy đúng không ạ, thì bạn bạn chưa trưởng thành. Hay không ạ? Đó là như vậy, bên kia cái chuyện đấy nó rất là mở, nó rất là thoáng, thậm chí có nhiều nhiều người đúng không ạ, 14 tuổi là cũng đã xong hết rồi. Ở cái phương Tây họ rất là thoáng, họ có cái suy nghĩ là như vậy. Vậy thì ạ, ai đúng ai sai, điều gì tốt điều gì không tốt ạ, tại sao có những cái người người ta đồng ý hay là không đồng ý với quan điểm đấy, và điều đấy là có tác động gì ạ, điều đó có tác động tới cái niềm tin của họ. Nếu mà các chị không đồng ý với cái điều vừa rồi thì chắc chắn rằng là các chị cưới xong rồi mới sống với nhau đúng không ạ, chính xác chưa ạ? Lúc đó nếu như mà có một người bạn nam hay là bạn nữ nói là thôi thôi mình yêu nhau đi đúng không ạ, nhưng mà người kia sẽ trả lời sao, không cưới đi rồi muốn làm gì thì làm đấy, tại vì niềm tin là như vậy rồi cho nên là ra quyết định là như vậy. Các chị đồng ý với Dương không ạ? Nhưng mà nếu như mà có anh chị nào tin sống thử trước hôn nhân đó, đấy là chuyện bình thường, ở là rất là tuyệt vời, mình thấy tốt mình thấy hay thì sao ạ, thì mình kiểu là anh ơi em ơi mình yêu nhau đi. Thế là bất chấp yêu nhau luôn. Có nghĩa là cái hành động của chúng ta, cái lựa chọn của chúng ta đều dựa trên cái niềm tin của chúng ta. Yes. Và có một cái điều là khi mà chúng ta tin điều gì thì chúng ta sẽ quyết định, sẽ đưa ra cái lựa chọn để đáp ứng phù hợp với cái niềm tin đó. Chúng ta sẽ đưa ra cái lựa chọn đáp ứng với cái niềm tin đó. Vậy thì cái điều này ạ, nó ảnh hưởng như thế nào đến cái kết quả tài chính, sức khỏe và mối quan hệ của chúng ta? Nếu như ạ, các anh chị có những cái niềm tin nó không hỗ trợ cho sự thành công, nếu như mà mình bị cài đặt những cái niềm tin của những người mà chưa giàu thì sao? Bởi vì rằng là cho Dương hỏi các anh chị nhé, một người chưa giàu có thể dạy cho chúng ta cái cách để chúng ta trở nên giàu có và thành công được hay không? Một người mà họ có gia đình không hạnh phúc thì có thể dạy cho chúng ta cái cách để gia đình chúng ta hạnh phúc được hay không? Một người mà họ đang ốm đau bệnh tật thì có thể chỉ cho chúng ta cái lối sống để giúp cho chúng ta khỏe mạnh được hay không? À không có được đâu đúng không ạ anh chị? Không có được ạ. Và chúng ta nói về một cái điều đó là sao? Nếu như cha mẹ của chúng ta hoặc là thầy cô của chúng ta hay là những cái người mà họ đã nuôi nấng chúng ta, dạy dỗ chúng ta khi còn nhỏ, nếu như mà họ chưa giàu thì khả năng cao á là họ sẽ dạy cho các anh chị những cái niềm tin không hỗ trợ cho sự thành công và giàu có. Và điều đó nó sẽ khiến cho chúng ta tin luôn. Chúng ta sẽ tin luôn những cái điều đó. Chúng ta tin luôn những cái điều đấy ạ. Và nó sẽ ảnh hưởng khi mà chúng ta lớn lên. Cái cơ hội đến thì cái cách hành xử của chúng ta nó không giúp cho chúng ta thành công. Khi có sự kiện gì đó đến ạ, thì cái cách mà các anh chị đưa ra cái quyết định ạ, cái cách mà anh chị đưa ra cái lựa chọn, cái cách để các anh chị nhìn nhận con người và cái cách để các anh chị lựa chọn đối tác, nó cũng dẫn đến cái kết quả là các anh chị không thành công. Bởi vì các anh chị tin rằng cái điều đó là đúng, nhưng mà bản chất ạ, cái niềm tin đó không giúp cho mình giàu được. Cái niềm tin đó là cái niềm tin của người chưa giàu. Và bởi vì chúng ta thấy rằng ạ, cái người dạy chúng ta ạ, là cái người đã giàu hay chưa? Cái người đã chỉ cho chúng ta cái niềm tin đó, cái người đã cài đặt cho chúng ta niềm tin đó, họ đã giàu hay chưa? Cái người chia sẻ ạ, để làm cho chúng ta có cái nhận thức đó, thì họ đã giàu chưa? Nếu chưa thì chắc chắn cái kết quả của mình là chưa giàu. Nếu như cha mẹ anh chị chưa giàu, thầy cô anh chị chưa giàu thì cái khả năng cao á, là họ không thể chỉ cho mình cái cách để chúng ta có thể giàu được. Anh chị hiểu được cái bài học này không ạ? Và chúng ta thì cũng không nên trách họ đâu các anh chị ạ. Bởi vì ạ, cha mẹ hay là thầy cô của chúng ta thì cũng đều là nhà ai dạy đây ạ, thì cũng được người đi trước dạy lại thôi, họ cũng chỉ là biết được như vậy thôi.
Cho nên là chúng ta không nên trách cha mẹ của mình, thầy cô của mình cũng không nên trách ạ. Họ cũng đã làm hết sức có thể rồi để nuôi dạy chúng ta nên người, đúng không ạ? Đã rất là cố gắng hết sức để giúp chúng ta có được cái cơ thể khỏe mạnh, cái cơ thể trưởng thành, có ăn, có học đầy đủ đàng hoàng, có thể làm việc được. Đó là rất là tốt rồi. Đó là những cái công ơn sinh thành và cái công ơn gọi là dưỡng dục, đúng không? Dưỡng dục của cha mẹ và thầy cô. Họ đã làm hết sức, hết cái khả năng có thể rồi. Cho nên là chúng ta cũng không trách cái điều đó. Tuy nhiên ạ, tuy nhiên là gì ạ? Chúng ta phải biết rằng là nếu như mà hiện tại chúng ta sau 5 năm, sau 10 năm, có một số anh chị ở có thể là sau 6 năm hay là 7 năm mà các anh chị làm việc, mà chúng ta nhìn vào cái báo cáo tài chính của mình. À, trước khi nói tiếp thì Dương xin hỏi các anh chị ấy, có bao nhiêu anh chị ạ? Chúng ta đã có được cái báo cáo tài chính cho mình rồi ạ? Có bao nhiêu anh chị đã làm rồi ạ? Báo cáo tài chính là gì ạ? Báo cáo tài chính là các anh chị hãy viết ra cái danh sách tài chính của mình, à, cái tài sản của anh chị. Và đương nhiên là các anh chị chỉ cần là xem thôi, chính mình xem thôi, các anh chị không cần phải đưa nó cho ai cả. Nhưng mà chúng ta nên làm cái điều đó nếu như mà chúng ta thực sự là nghiêm túc với cái mục tiêu là trở nên thành công này, giàu có này, thịnh vượng này, thì chúng ta hãy dành ra ít phút, 5-10 phút để chúng ta làm cái báo cáo tài chính cho chính bản thân mình. Ví dụ bây giờ là mình đang nợ bao nhiêu tiền, mình nợ người này, nợ người kia, hay là nợ ngân hàng, hay là nợ tốt hay nợ xấu, đúng không ạ? Và chúng ta hãy viết hết ra, viết hết, sau đó là viết hết cái nợ rồi, đúng không ạ? Tiếp tục là chúng ta sẽ viết đến cái mục tài sản của tôi. Dạ, tài sản của tôi có là bao nhiêu, tổng tài sản đang có là bao nhiêu. Chúng ta sẽ viết ra làm hai cái cột ạ. Một là cái cột đang nợ, có những khoản nợ gì. Một cột là cột tài sản. Nếu mà chúng ta không có nợ thì thôi, không cần phải ghi. Rồi, tài sản của anh chị là cái anh chị là đang có cái gì thì anh chị sẽ ghi ra. Có thể là cái áo hay là cái quần, rồi có thể là cái mắt kính, cái đôi dép, đôi giày. Nói chung là có cái gì thì chúng ta sẽ ghi hết ra. Được mà, đúng không ạ? Có nhiều anh chị thì bảo sao? Tôi không có cái tài sản gì cả. Có hết nha anh chị. Quyển sách này bao nhiêu tiền? Đây. Quyển sách này 128.000. Viết vào. Rồi, cái ly nước ạ. Cái ly nước này bao nhiêu tiền? Rồi. Nói chung là chúng ta sẽ viết hết ra, đúng không ạ? Hay là có thể là những cái nhỏ nhỏ quá thì mình có thể bỏ qua đi. Chị ạ? Nhưng mà nếu mà ai nói rằng là mình không có tài sản gì thì mình hãy thử tính xem mình có bao nhiêu cái tài sản. Mình tính luôn cái số dư trong tài khoản của mình. Hoặc là có những anh chị cũng có những cái tài sản về đầu tư của mình. Thì mình tính xem cái báo cáo tài chính cho riêng chúng ta là bao nhiêu. Dù rằng đúng không ạ? Dù rằng Dương cũng biết rằng có một số anh chị khi mà chúng ta nhìn vào thì chúng ta không có thích, không thích cái điều này. Nhưng cái điều này là điều chúng ta cần phải làm. Cần phải làm ạ, được không ạ? Và nếu như anh chị làm xong cái phần này thì sao ạ? Thì chúng ta mới biết được rằng là cái kết quả do những cái niềm tin của chính chúng ta trong cái năm vừa qua nó đã gây ra những cái kết quả gì. Ok chưa các anh chị? Chúng ta phải nhìn vào cái kết quả thực sự. Đó là một cái hệ quả của cái niềm tin sai lệch, của những cái niềm tin mà nó không hỗ trợ cho thành công. Nó đã tác động trong suốt bao nhiêu năm vừa qua rồi. Bạn đã chăm chỉ làm việc này, cần mẫn học tập, rất là chuyên cần trong bao nhiêu năm. Bây giờ để có cái kết quả là như thế này. Nếu như mà 5 năm ạ, à, chúng ta đã làm 5 năm mà cái số tiền của chúng ta là như vậy, số dư chúng ta là như vậy, cái tài sản chúng ta đang có là như vậy, thì mình tự hào hay là mình muốn thay đổi nó? Nó đến từ đâu ạ? Nó đến từ cái kế hoạch tài chính trong tâm thức ạ. Nó đến từ cái niềm tin trong trong những cái việc mà các anh chị lựa chọn, các anh chị ra quyết định, các anh chị làm việc như thế nào, các anh chị đón nhận cái cơ hội như thế nào, các anh chị nắm bắt những cái cơ hội như thế nào. Và bao nhiêu trong số các anh chị thấy rằng là ở cái điều này nó ảnh hưởng cực kỳ nghiêm trọng tới cuộc sống chúng ta. Những cái hệ thống niềm tin này, những cái thông tin, những cái tư tưởng của chúng ta nó ảnh hưởng cực kỳ nghiêm trọng tới cuộc sống chúng ta, tới cái cách chúng ta ra quyết định, tới cái cách mà chúng ta nắm bắt cơ hội,
tới cách mà chúng ta kinh doanh và đầu tư, tới cái cách mà chúng ta chọn bạn mà chơi luôn, tới cái cách mà chúng ta lựa chọn đối tác luôn. Ví dụ ạ, ví dụ như là mình nói về đối tác nhé. Nếu mà nói là chọn bạn mà chơi, anh chị có đồng ý với Dương là chúng ta sẽ thường là lựa chọn những cái người mà chúng ta thích, đúng không ạ? Nhưng mà tại sao có người chúng ta thích, có người chúng ta lại không thích? Nhưng mà cũng với cái người đó, cũng cái người mà chúng ta thích đấy, thì có người khác lại không thích họ. Chúng ta thích mà người khác lại không thích họ. Thì có một cái điều là, ví dụ ạ, khi mà anh chị gặp một cái người nào đó, ví dụ anh chị gặp Dương đi ha, anh chị, ví dụ gặp Dương đi lần đầu tiên, có anh chị nào mà gặp Dương thì ở đây thì đang cũng khá là nhiều, rất là nhiều có các anh chị đang cũng đang theo dõi, thì mỗi anh chị thì sẽ có một cái ấn tượng khác nhau khi mà gặp Dương. Anh chị hình dung không ạ? Có anh chị thì sẽ nói là à, cái mặt bạn này nhìn có vẻ dễ thương quá, xinh quá, bạn này nhìn rất là tốt, rất là dễ thương, rất là trí tuệ, bạn này rất là yêu thương này, tâm rất là sáng, bạn này rất là hiền lành, nhân gọi là nhân hậu đúng không, rất là trí tuệ, rất là thông minh, rất là tài giỏi, hay là như thế nào đấy. Tại sao anh chị lại nghĩ là như vậy ạ? Tại sao anh chị chưa bao giờ tiếp xúc ngoài đời với Dương nhưng mà tại sao anh chị lại có cái suy nghĩ là như vậy? Lần đầu các anh chị gặp Dương mà anh chị lại nghĩ là như vậy. À, bởi vì sao ạ? Bởi vì trong quá khứ có thể các anh chị đã từng nhìn thấy một ai đó, hoặc là quen biết một ai đó, hoặc là có một cái mối quan hệ nào đấy trong cái thông tin dữ liệu trong tiềm thức của các anh chị. Có thể anh chị đã từng xem phim cũng được luôn. Xem phim xong rồi thấy khuôn mặt Dương giống một cái người diễn viên nào đấy chẳng hạn. Anh chị đã từng xem, đã từng thích, thấy giống quá nên là nghĩ là à chắc là Dương cũng vậy. Anh chị hình dung được không ạ? Tức là các anh chị đã từng gặp cái người như vậy trong quá khứ rồi, nên là các anh chị nghĩ rằng à cái người đó chắc cũng nhân hậu, chắc cũng là tài giỏi, cũng dễ thương, cũng rất là yêu thương, tâm rất là sáng, rất là tốt bụng. Và khi mà các anh chị nhìn Dương ạ, hơi hao hao giống với người đó đúng không, thì anh chị sẽ mặc định là Dương giống là như vậy. Anh chị hình dung được không ạ? Nhưng mà cũng cũng có một số người dạo họ nghĩ rằng là nhìn cái mặt này nhìn thấy hơi hơi nham hiểm, hơi ác, cái mặt này là nhìn không được dễ thương cho lắm, nhìn cái mặt này không được tốt, vân vân. Vậy thì tại sao một số anh chị ạ, có một số anh chị lại nghĩ là như vậy, tại sao ạ? Mặc dù anh chị là chưa bao giờ gặp Dương, chưa bao giờ là giao tiếp với Dương, chưa bao giờ là gặp nhau, mà tại sao lại có một số người ạ, cái ấn tượng đầu tiên một số anh chị lại nghĩ những cái điều không tốt về mình? Thì cũng có thể là trong quá khứ ạ, những anh chị đó cũng đã làm sao, đã từng gặp này, đã từng thấy này, có thể xem một cái bộ phim nào đấy, hoặc là từng gặp một ai đó, hoặc là có một cái mối quan hệ nào đó mà mình nhìn nó giống giống, đã từng làm cái điều gì đó không tốt với các anh chị rồi, và từ đó là các anh chị có những cái lưu trữ thông tin đấy. À mai mốt là sao, cứ gặp cái đứa nào mà nhìn mặt giống giống cái đứa này, biết là nó không tốt. Đấy là cái thông tin lưu trữ. Thế là mình chưa gặp bao giờ nhưng mà mình lại nghĩ là như vậy luôn, đúng không ạ? Hay là các anh chị ạ, à, anh chị gặp những cái người tốt mà nhìn nhìn hao hao giống Dương thì anh chị sẽ được gọi là được củng cố niềm tin. À sau này là mình gặp những cái người hao hao giống như vậy thì đấy là người tốt này. Bao nhiêu chị hiểu được cái bài học này ạ? À? Nhưng mà cái bản chất ạ, à, bản chất của cái người mà các anh chị gặp ạ, các anh chị đã thực sự hiểu hết về họ chưa? Bản chất của họ có thực sự là như các anh chị nghĩ không? Hay là do các anh chị dựa trên cái niềm tin của mình? Có các anh chị có bao giờ gọi là chưa bao giờ gặp, chưa bao giờ gặp, chưa bao giờ nói chuyện, chưa bao giờ giao tiếp, chưa bao giờ làm việc với họ. Ví dụ như các anh chị gặp Dương lần đầu tiên thì các anh chị có ấn tượng tốt hoặc không tốt về mình. Nhưng mà bản chất là nó có phản ứng, gọi là phản ứng đúng không ạ? Phản ứng đúng với con người của mình hay chưa? Phản ứng đúng với con người của Dương chưa? Chưa đúng không ạ? Bởi vì chúng ta đâu có biết được đối phương là ai, chúng ta mới mới gặp nhau mà. Vậy thì cái điều đó nó có tác động như thế nào? Có nghĩa là chúng ta nhìn cái cuộc sống này không qua mắt thường anh chị ạ. Không qua mắt thường. Mà chúng ta nhìn cái cuộc sống này thông qua tiềm thức. Dựa trên những cái thông tin của mình, dựa trên những cái niềm tin của mình. Có nghĩa là
khi mà các anh chị gặp cái người nào mà trong cái hệ thống thông tin và niềm tin của các anh chị, cái mặt đó nhìn nó ác ác đúng không, nhìn nó không tốt, chúng ta nhìn thấy ai gọi là cũng giống giống như vậy là chúng ta định nghĩa luôn cái người này là người không tốt. Khi mà chúng ta nhìn một cái người mà chúng ta có cái thành kiến không tốt về họ rồi thì chúng ta sẽ không muốn chơi với họ nữa, chúng ta không muốn làm quen với họ, chúng ta cũng không muốn kết thân với họ. Chúng ta có muốn hợp tác kinh doanh với họ không ạ? Ôi nhìn cái người này, nhìn mặt gian lắm, làm kinh doanh thì nó chắc là nó như lừa đấy, kiểu kiểu như vậy đúng không ạ? Dương đã từng gặp những cái người là đã từng có những cái suy nghĩ như vậy rồi, đồng ý không các anh chị? Nhưng mà nếu như mà cái niềm tin của anh chị là gì, ồ cái người này ạ, người này tốt, người này nhìn mặt là biết là dễ thương rồi, nhìn cái người này, nhìn cái mặt này biết là tốt rồi, là nhân hậu rồi, à nhìn cái mặt này biết là chính trực rồi, thì sao ạ? Lúc đó các anh chị lại tin, các anh chị sẽ có những cái suy nghĩ tốt về họ, mặc dù chúng ta là chưa thực sự là biết là họ có tốt hay không, nhưng mà chúng ta có cái suy nghĩ tốt, có cái thành kiến tốt về họ thì chúng ta sẽ dễ dàng bắt chuyện với họ hơn. Chúng ta có dễ dàng chơi với họ không, đúng không ạ? Chúng ta có dễ dàng hợp tác với họ không anh chị? Nếu mà họ đưa ra những cái cơ hội hợp tác kinh doanh thì các anh chị có dễ dàng nắm bắt không? Yes. Và đó cũng là cái lý do mà có nhiều người không thành công. Các chị lưu ý nhé, đó là cái lý do mà có nhiều người không thành công ạ. Bởi vì chúng ta đều lựa chọn dựa trên cái cảm tính của bản thân mình. Cái cảm tính này thì nó đến từ niềm tin. Bạn tin người nhưng mà lại tin không đúng người. Bạn thật sự không biết họ, nhưng mà trong cái niềm tin của anh chị thấy rằng là à cái người này tốt nên là các anh chị tin. Nhưng mà thậm chí có nhiều người ạ, mặt thì không có dễ thương đâu, nhưng mà ai biết ạ, bên trong cái người mà mặt không dễ thương đấy lại là một cái người rất là tuyệt vời thì sao? Các anh chị đã gặp những cái người như vậy chưa? Và cái bài học của ngày hôm nay đó là đừng phán xét, đừng đánh giá người khác dựa trên cái niềm tin của mình. Được không anh chị? Đừng đánh giá và đừng phán xét người khác dựa trên cái niềm tin của mình. Bởi vì rằng là có những cái niềm tin nó ảnh hưởng và nó tạo ra cái tác động cực kỳ là không hỗ trợ cho cái sự thành công và giàu có. Cực kỳ luôn ạ. Đó là Dương mới lấy một cái ví dụ thôi. Một cái ví dụ bình thường thôi ạ. Bây giờ chúng ta sẽ nói đến một cái ví dụ nó kỹ hơn. Ví dụ thứ hai ạ. Nếu như các anh chị ạ có cái niềm tin là gì? Một cái niềm tin nó rất là kinh. Mà đây là niềm tin của người nghèo. Dương nhấn mạnh luôn ạ. Để các anh chị có thể nhận ra nếu mà anh chị có niềm tin này thì khó có thể thành công. Bao nhiêu anh chị ở đây ạ, chúng ta đã từng nghe đến cái câu là lão nhà giàu hà tiện, bọn cường hào điện chủ ác bá, người giàu là lũ tham lam ích kỷ keo kiệt, người giàu là những cái người mà làm việc xấu để mà giàu có lên, người giàu là những cái người mà giàu lên nhờ tham nhũng, rồi là những cái người giàu là những cái người mà lừa lọc người khác hay trốn thuế gì gì đúng không bao nhiêu chị đã từng nghĩ và từng tin là như vậy. Và mình cứ thấy những cái người giàu á là mình sẽ không thích, mình sẽ ngay lập tức là mình nghĩ đến những cái điều không tốt về họ. Và cho Dương hỏi các anh chị ạ, những cái niềm tin này nó đến từ đâu, ai là người dạy cho anh chị những cái niềm tin đó? Rồi được chưa ạ, bây giờ chúng ta mới đặt câu hỏi này, ai là người chứng minh cho các anh chị những cái niềm tin đó, ai là người dạy cho anh chị những cái niềm tin đó, ai là người nói cho các anh chị những cái niềm tin đó, và ai là người bán cho các anh chị những cái bản kế hoạch về tài chính đó? Bản kế hoạch tài chính ghét người giàu. Và cho Dương hỏi anh chị ạ, nếu mà các anh chị ghét người giàu thì các anh chị có giàu nổi không? Các anh chị có thể trở thành cái người mà các anh chị ghét không? Các anh chị có thể trở thành cái người mà các anh chị ghét không ạ? Chúng ta có thể trở thành cái người mà chúng ta ngưỡng mộ được, chứ chúng ta không thể nào mà trở thành cái người mà chúng ta ghét được. Khi mà chúng ta ghét một ai đó đúng không, là chúng ta sẽ luôn luôn làm mọi cái cách, tìm mọi cái cách để chúng ta làm ngược lại. Cho nên á, là người giàu làm cái gì thì bạn làm ngược lại hết, người thành công làm cái gì thì bạn làm ngược lại hết, triệu phú làm cái gì thì bạn làm ngược lại hết.
Ui rồi sao? Ui rồi, tôi ghét cái đứa đấy. Tôi không muốn làm giống nó. Nó giàu tôi ghét. Nên là tôi làm ngược lại. Mà ngược lại thì sao? Ngược lại thì không thành công. Bao nhiêu anh chị hiểu được cái vấn đề về niềm tin của chúng ta chưa ạ? Nó rất là nghiêm trọng luôn. Ai là cái người dạy cho chúng ta về cái bản kế hoạch tài chính đó? Ai là người bán cho các anh chị về cái bản kế hoạch tài chính đó ạ? Nếu như mà các anh chị đã viết ra cái bản báo cáo tài chính cho mình ấy, vậy thì ai là cái người bán cho anh chị cái bản báo cáo tài chính đó? Kết quả tài chính đấy các anh chị có hài lòng không? Nó đến từ cái niềm tin của mình. Nếu như mà chúng ta có những cái niềm tin không tích cực về người giàu có nghĩa là sao? Chúng ta phải suy nghĩ xem có đúng thật sự là như vậy hay không. Bao nhiêu anh chị ở đây ạ, chúng ta đã biết đến những câu chuyện cổ tích rồi ạ. Trong câu chuyện cổ tích thì sao? Thì đa số toàn là gì ạ? Nhân vật chính toàn là những người sọ dừa này, cô tấm này, hay là như thế nào đó đúng không? Phải là nghèo, phải là khổ, phải là như thế nào đó thì là nhân vật chính. Nhưng mà những cái người giàu sao? Giàu toàn là ác ấy. Ghê không ạ? Cứ giàu là ác. Bao nhiêu cho các anh chị thấy điểm chung ạ? Điểm chung trong những câu chuyện cổ tích. Cứ nhà giàu là ác hết. Nhưng mà cho Dương hỏi ạ. Anh chị ạ. Chuyện cổ tích là ai viết? Chuyện cổ tích là những câu chuyện ai viết ạ? Là những chuyện mà dân ngày xưa chúng ta viết. Và chuyện cổ tích được truyền miệng, đúng không ạ? Được truyền miệng từ tầng lớp là nông dân nghèo, không có tri thức của ngày xưa. Và nếu như anh chị biết rằng là Việt Nam trước giải phóng ạ, là hơn 99% người Việt Nam ạ là thất học và không biết chữ. Chuyện cổ tích là được được viết bởi những cái người đấy ạ. Vậy thì bây giờ là chúng ta tin những câu chuyện đó thì chúng ta đang học được từ cái nhóm nào? Ghê không ạ anh chị? Trời ơi, đúng không ạ? Từ cái nhóm người là nhóm người mù chữ ạ. Nhóm người không có giàu luôn. Rồi, đồng ý. Dương cũng đồng ý là ông bà chúng ta thì có rất là nhiều những cái điều rất là hay. Nhưng mà không phải tất cả đều đúng. Bởi vì ạ, nếu như mà tất cả những điều ông bà chúng ta nói đều đúng thì Việt Nam đã giàu lâu rồi. Tại sao ạ? Tại sao Nhật Bản ạ, sau chiến tranh thế giới thứ hai gần như là bắt đầu từ con số 0, nhưng mà chỉ sau ạ, sau 20 năm, 30 năm, 40 năm vừa qua, Nhật Bản đã nằm ở trong top nền kinh tế thứ ba của thế giới. Tại sao Hàn Quốc ạ, sau nội chiến của Hàn Quốc đã chia ra thành Hàn Quốc và Triều Tiên, đúng không? Hàn Quốc sau chiến tranh là gần như cũng quay trở lại con số 0, không có một cái gì hết. Nhưng mà tại sao hơn 20 năm, 30 năm, 40 năm mà ở Hàn Quốc đã trở thành một trong bốn con rồng châu Á? Tại sao ạ? Singapore là trước năm 1950, nó chỉ là một cái vùng đầm lầy thôi, một cái vùng gọi là cái làng chài nghèo, đánh cá, không có nước sạch, không có một cái nguồn lực nào hết. Nhưng mà vừa mới giành được độc lập đúng không ạ? Giành được độc lập từ Malaysia, không có một cái gì cả. Nhưng mà tại sao là hơn 50 năm từ khi mà giành được độc lập thì Singapore cũng là từ một cái nơi rất là nhỏ thôi, cái đảo rất là nhỏ thôi mà cũng đã trở thành là một trong bốn con rồng châu Á rồi. Hay là Dubai, Dubai cách đây 4 năm, 40 năm trước, Dubai nó chỉ là một cái sa mạc thôi, cũng chẳng có cái gì cả. Mà sau 40 năm thì Dubai giờ cũng đã trở thành cái nước cường quốc trên thế giới rồi. Vậy thì Việt Nam thì sao ạ? Chúng ta phải nhìn được một cái vấn đề, nó không phải là đến từ địa lý, nó không phải đến từ tài nguyên. Nhật Bản gọi là nó chỉ có động đất và sóng thần và núi lửa thôi. Dubai là chỉ có sa mạc thôi. Nếu mà anh chị nói về dầu mỏ thì thật sự luôn ạ, nếu mà anh chị có tìm hiểu về cái nền kinh tế ấy, thì doanh số lợi nhuận Dubai kiếm được hàng năm nhé, thì từ dầu mỏ nó chỉ chiếm được có 6% thôi. Vậy thì 94% nó đến từ đâu? Nó không đến từ dầu mỏ. Nguồn lực để giúp cho một đất nước giàu có là từng con người ở trong quốc gia đó, và nó đến từ hệ tư tưởng niềm tin ạ. Tại sao Nhật Bản và Hàn Quốc ạ, tại sao lại chỉ trong một thời gian ngắn thôi, từ con số 0 luôn mà nó có thể trở thành một trong bốn con rồng châu Á? Bởi vì rằng ạ, thời kỳ đó chính phủ Nhật Bản họ đã đưa ra một cái chính sách, và chính phủ Hàn Quốc cũng vậy, đó là luôn luôn dạy cho người dân về cái việc phát triển tư duy và huấn luyện con người. Đặc biệt ạ, chúng ta nói về cái việc dạy con người,
Bao nhiêu trong số anh chị ở đây chúng ta đã từng làm việc với cả người Nhật Bản và người Hàn Quốc rồi? Chúng ta có thấy họ chuyên nghiệp không ạ? Chúng ta có thấy họ lễ độ không? Chúng ta có thấy cái dịch vụ của họ tuyệt vời không ạ? Nếu mà anh chị nào đi vào quán ăn Hàn Quốc đúng không? Hay là quán Nhật, họ cúi gập người để chào chúng ta đúng không? Mà nguyên cái quán ấy người ta chào mình chứ đâu có phải là một người đâu. Hay ghê đúng không anh chị? Rồi, ở đây có anh chị nào mà chúng ta đã từng đi du lịch hay du học mà ở ở ở ở nhà người dân ở nước Nhật hay là ở Hàn Quốc chưa? Trời ơi, cái người chủ nhà đúng không? Cái bà chủ nhà bà chạy ra bà quỳ xuống. Cứ như là muốn muốn lạy mình ạ. Mà mình là mình đi đi thuê thôi đúng không? Mà người ta lại rất là lịch sự, rất là cung kính, rất là phú quý, rất là lễ nghĩa luôn. Cái cách người ta làm việc nó rất là chuyên nghiệp và như vậy. Tại sao ạ? Tại sao con người người ta lại tuyệt vời như vậy? Cứ nói đến người Nhật chúng ta lại họ lại thấy rằng là à họ rất là đàng hoàng, phẩm chất rất là cao đẹp và họ cũng rất là giàu nữa. Còn Hàn Quốc thì sao? Hàn Quốc có một cái điều rất là hay. Rất là hay nha anh chị. Đó là họ học theo người thành công và thành công luôn. Khi mà Hàn Quốc bắt đầu từ con số 0 ấy thì họ thấy được rằng là cái sự thay đổi của Nhật Bản, họ thấy được cái sự thay đổi của Nhật Bản, thế nên là họ không có tự chế một ra không có chế ra một công thức nào cả. Ngay lập tức họ lấy tất cả những cái môn học mà Nhật Bản ấy họ dạy, họ bê y chang luôn. Hàn Quốc họ bê y chang về, họ lấy toàn bộ cái giáo trình của người Nhật để họ dạy cho những cái người, những cái bạn nhỏ ấy, những bạn nhỏ người Hàn ấy. Trừ cái môn văn học và cái môn lịch sử ra, còn các môn khác là dạy y chang Nhật Bản luôn, học từ người thành công để thành công luôn. Và Hàn Quốc cũng đã phát triển lên. Và có một cái điều khi mà chúng ta nói về Hàn Quốc ấy, một trong những cái năm mà Hàn Quốc đi đi lên lại từ con số 0 thì những cái chương trình khi mà trên TV ấy, những cái chương trình giải trí ấy, người dân xem ở trên TV thì tất cả đều chỉ có một cái chương trình thôi, một là dạy làm người và hai là dạy làm kinh tế. Có nghĩa là giải trí chỉ bằng có hai hai cái đó thôi, chứ không có K-pop, không có drama, không có chuyện cổ tích, không có tấm cám đâu. Dạy làm người đàng hoàng, dạy làm kinh tế đàng hoàng. Sau này họ phát triển lên rồi thì họ mới bắt đầu gọi là du nhập từ từ các nước khác về Hollywood về, rồi là họ mới bắt đầu phát triển về K-pop, phát triển về làm phim. Còn thời kỳ đầu ạ, lúc gần như con số 0 ấy, thì họ tập trung vào hai cái yếu tố, đó là làm người và làm kinh tế. Vậy thì có một cái điều rằng là sao? Thật sự thì chúng ta cũng không thể nào mà chúng ta trách được cái môi trường của chúng ta hiện tại. Chúng ta cũng không thể nào trách được cái nền giáo dục hiện tại. Mà chúng ta sẽ cần phải chịu trách nhiệm. Hôm vừa xong thì Dương cũng đã chia sẻ với anh chị rồi. Buổi trước Dương cũng đã chia sẻ với anh chị rồi. Cái kết quả của chúng ta không phải là do yếu tố bên ngoài, mà là nó đến từ ai ạ? Nó đến từ chính mình. Mình không thể nào trách cái ở bên ngoài được. Không thể nói là ở do hệ thống giáo dục không hoàn thiện, hay là do thầy cô không tuyệt vời, hay là do cha mẹ của chúng ta chưa tốt. Chúng ta phải hiểu là tất cả những cái điều đó nó đến từ mình. Đồng ý là trong quá khứ chúng ta đã bị cài đặt những cái niềm tin không hỗ trợ cho sự thành công và giàu có. Nhưng mà Dương có một tin vui cho anh chị ạ. Tin cực kỳ vui luôn. Đó là chúng ta có thể thay đổi được nó. Và bao nhiêu trong số anh chị ạ, chúng ta mong muốn thay đổi hoàn toàn cái niềm tin gốc rễ của mình thì có thể giơ tay và nói tôi ạ. Chúng ta hoàn toàn có thể thay đổi được nó. Chúng ta thay đổi được những cái niềm tin không hỗ trợ cho sự thành công và giàu có để nó trở thành niềm tin thành công. Bạn có thể thay đổi những cái niềm tin chưa giàu thành niềm tin của người giàu. Bạn có thể thay đổi được tất cả những cái niềm tin đó, thay đổi hết ạ. Và khi mà niềm tin của chúng ta thay đổi thì sao? Thì trí tuệ của chúng ta thay đổi, thì tư duy của chúng ta thay đổi. Suy nghĩ của chúng ta thay đổi thì nó sẽ dẫn tới cảm xúc thay đổi, dẫn tới lựa chọn thay đổi, hành động thay đổi, thói quen thay đổi, và nó sẽ dẫn tới cái kết quả cũng thay đổi. Đó là cái lý do tại vì sao là Dương muốn chia sẻ với các anh chị ạ. Đó là gì? Đó là suy nghĩ và niềm tin của chúng ta nó giống như là một cái hạt mầm. Nó chính là một cái hạt giống.
Và cái hạt giống này khi mà các anh chị gieo trên tiềm thức của mình thì đó là hạt giống màu mỡ hay là hạt giống không tốt ạ? Tiềm thức của chúng ta nó là nơi lưu giữ thông tin và cái chức năng của nó đó là đồng ý và cho thêm. Có nghĩa là nếu như mà chúng ta gieo vào trong tiềm thức của chúng ta, cái mảnh vườn tiềm thức, cái khu vườn tiềm thức của mình ạ, chúng ta được gieo vào những cái hạt giống hỗ trợ cho sự thành công và giàu có. Cái hạt giống thịnh vượng, cái hạt giống về về tự do, cái hạt giống khỏe mạnh, cái hạt giống yêu thương và hạnh phúc. Thì ạ, tư duy và niềm tin của chúng ta gieo vào tiềm thức thì nó sẽ lớn dần lên. Nó sẽ ảnh hưởng đến cái ý thức của chúng ta. Khi đó là chúng ta sẽ có được cái hạt giống, chúng ta có được cái lựa chọn và chúng ta đưa ra những cái quyết định và chúng ta có những cái hành động, cái thói quen phù hợp cho chúng ta để có được cái kết quả là đơm hoa kết trái, là những cái kết quả về sự thịnh vượng, về 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 tài chính này, về sự khỏe mạnh này, về sự giàu có tràn đầy tình yêu thương và có được cái cuộc đời hạnh phúc. Vậy thì ạ, thay vì là chúng ta dành thời gian tập trung thay đổi những cái thứ bên ngoài thì chúng ta hãy dành thời gian để tập trung thay đổi những cái bên trong của mình. Từ cái tiềm thức bên trong của mình, từ cái hệ thống niềm tin, từ cái hệ thống suy nghĩ gốc rễ của bản thân chúng ta. Được không anh chị? Đó có một cái điều tuyệt vời là gì ạ? Nếu như có các anh chị thực sự mong muốn là mình có thể thay đổi niềm tin của mình, thay đổi được cái giá trị gốc rễ của mình. Bao nhiêu trong số anh chị ạ, chúng ta thấy rằng là nếu như mà tôi biết được, tôi có được tư duy của những người thành công và giàu có, tôi có được niềm tin của những người thành công và giàu có, tôi có hành động giống như những người thành công và giàu có, thì chắc chắn mà sớm muộn gì tôi cũng sẽ giàu. Bao nhiêu trong số anh chị hiểu được cái điều đấy ạ? Yes, chính xác là như vậy rồi. Đó là quy luật rồi. Bởi vì tâm thức của chúng ta, tâm thức của chúng ta quyết định nên hành động, quyết định lên năm cái giác quan bên ngoài. Giác quan bên trong, giác quan tâm thức của chúng ta nó sẽ tác động tới tất cả năm cái giác quan bên ngoài và nó sẽ khiến cho chúng ta có cái hành động như thế nào, chúng ta sẽ có cái góc nhìn cuộc sống như thế nào, chúng ta sẽ ngửi, chúng ta sẽ nói chuyện như thế nào, chúng ta sẽ cảm nhận cuộc sống như thế nào, thì chúng ta sẽ có cái kết quả như vậy. Tất cả nó đều đến từ hệ thống tâm thức, hệ thống niềm tin ở bên trong tiềm thức của mình. Và đây ạ, là chúng ta hiểu được cái chìa khóa. Bác anh chị thấy được cái chìa khóa thành công của mình rồi ạ. Chìa khóa để chúng ta làm chủ cái sự thành công giàu có của mình. Một cái tương lai tươi sáng đúng không anh chị ha? Vậy thì ạ. Vậy thì bao nhiêu anh chị biết rằng người giàu họ nghĩ cái gì chưa? Niềm tin của những người giàu là gì ạ? Anh chị đã biết chưa? Anh chị biết những người giàu có họ có suy nghĩ như thế nào chưa? Những cái triệu phú, tỷ phú đô la, họ có suy nghĩ như thế nào chưa? Vậy thì bây giờ ạ, chúng ta sẽ đi tìm những cái suy nghĩ đó ở đâu? Tuy nhiên ạ, trước khi mà chúng ta nói về tư duy suy nghĩ của những người giàu thì chúng ta đều biết rằng là nếu như mà có một cái vườn cỏ ở cho Dương hỏi các anh chị ạ, cái khu vườn tiềm thức là chúng ta đã có trồng rất là nhiều những cái cây gai, những cái cây mà nó đã cắm rễ rất là sâu rồi. Những cái cây này là những cái cây cây tiêu cực, những cây niềm tin độc hại, những niềm tin không tốt cho sự giàu có của anh chị, không tốt cho sức khỏe, không tốt cho cả tình yêu thương, không tốt cho cả hạnh phúc của gia đình anh chị. Trong cái khu rừng, trong cái khu vườn đó là những cái cây đấy nó đã cắm rễ rất là sâu rồi, mà anh chị đi theo những cái đi gọi là đi đi gieo đúng không? Đi gieo những cái hạt giống mới, những hạt mầm mới về sự giàu có, thì cái chuyện gì nó sẽ xảy ra? Chuyện gì sẽ xảy ra đây cả nhà ơi? Liệu rằng là những cái cây nó đã lớn rồi, nó đã to lắm rồi, những cái cây tiêu cực của ngày xưa ấy, nó có hút hết toàn bộ cái dinh dưỡng và nó không cho cái cây mới được gieo trồng không ạ? Có phải là nó sẽ khó thành công đúng không ạ? Và để Dương sẽ chứng minh thử điều này cho anh chị nhé. Rồi, Dương sẽ thử cho anh chị điều này ạ. Các chị ạ, bây giờ các chị có thể thử bằng cách đó là ngay lập tức đưa tay lên 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 trái tim mình, lên ngực của mình và nói rằng là ngày 30 tháng 3 năm 2024, tức là một tháng nữa ạ. Rồi, chúng ta sẽ thử nha.
Ngày 30 tháng 3 năm 2024, tôi có 1 triệu đô la lợi nhuận. Một tháng nữa đấy ạ. Rồi, bây giờ ạ, bao nhiêu anh chị thấy có cảm xúc như thế nào? Cảm xúc như thế nào ạ? Tuyệt vời hay là rất là mơ hồ ạ? Hay là thấy nó cũng chẳng có cảm xúc gì cả? Hay là cảm thấy không tin? Hay là bao nhiêu trong số anh chị ạ? Sau 2 giây thôi. Sau 2 giây sau khi mình nói xong, 2 giây thôi, mình mới nói xong câu đó xong mình thấy rằng là còn lâu mới đạt được. Đúng không ạ? Tự dưng ạ, tự dưng bên trong mình nó có một cái tiếng nói nhỏ âm mà điên à, còn lâu mới đạt được, đúng không ạ? Đúng không? Mình rất là muốn, mình thật sự rất là muốn. Tôi rất là thích đấy, tôi rất là muốn luôn. Nhưng mà sao? Ngay 2 giây sau, bên trong mình nó có một cái tiếng nói, đúng không? Có cái gì đó nó nói là mơ đi cưng. Rồi đừng có mà đu dây điện. Này này này, ở trên đấy cao lắm. Ở trên đấy mát lắm. Xuống đây, xuống đây, xuống đây. Quay lại mặt đất đi em ơi, quay lại. Rồi ạ, bao nhiêu anh chị vừa trải nghiệm cái điều đấy ạ? Cái tiếng nói nhỏ để nó có quyền lực không ạ? Nó nói cái là mình nghe nó luôn. Chắc là nó đúng. Chắc là không được đâu. Đúng rồi. Làm sao mình làm được? Bởi vì sao ạ? Bởi vì đó là cái cây gai của các anh chị ạ. Cái cây nghèo đấy. Nó lớn quá. Mình vừa mới gieo cái hạt giàu có được có một chút xíu thôi. Vừa mới gieo thôi. Tôi có 1 triệu đô la lợi nhuận. Vừa nói cái là nó quất luôn, nó diệt luôn. Diệt mất gốc luôn, còn chưa kịp cắm rễ xuống thì nó đã xử luôn, nó hút hết dinh dưỡng luôn. Vậy thì bây giờ phải làm sao đây ạ? Bây giờ phải làm sao bây giờ ạ? Bây giờ mình muốn giàu, nhưng mà những cái cây đấy ạ, nó đã 20 năm rồi, 30 năm rồi, cái cây đó 40 năm rồi, thậm chí là có những cái cây 60 năm rồi. Giờ phải làm sao ạ? Giờ mình không muốn tiếp tục sống cái cuộc sống không có hạnh phúc như vậy nữa. Mình không muốn sống cái cuộc sống mà không có dư giả, không có khỏe mạnh, không có giàu có. Mình đang muốn thay đổi cuộc đời của mình. Nhưng mà bây giờ cái cây bên trong của mình phải làm sao với nó đây ạ? Mình cứ để yên như vậy thì nó vẫn lớn lên. Vậy thì chúng ta phải làm gì? Thế thì ạ, cái việc đầu tiên chúng ta phải làm đó là dọn sạch những cái cây đó đi. Anh chị lưu ý nhé, là chúng ta phải dọn sạch những cái cây đó. Và trong những cái lúc mà chúng ta dọn sạch những cái cây đấy ạ, bứt rễ những cái cây niềm tin cũ, những cái niềm tin không hỗ trợ sự thành công và giàu có, thì chúng ta phải phải sửa đổi và cài đặt, gieo những cái hạt mầm mới về sự giàu có, gieo những cái hạt mầm về sự giàu có, về thịnh vượng, hạt mầm về hạnh phúc, hạt mầm về yêu thương, hạt mầm về tích cực, hạt mầm khỏe mạnh vào trong cái mảnh đất của mình. Đó là thì chúng ta sẽ cần phải làm 2 việc. Một ạ, là phải phải dọn dọn cỏ dại đi, dọn những cái cây không tốt đi. Và hai, đó là chúng ta tiếp tục liên tục gieo vào cái mảnh đất đấy, gieo vào cái mảnh đất màu mỡ đấy. Mảnh đất nó rất là màu mỡ đó anh chị. Gieo những hạt mầm hỗ trợ sự giàu có, về khỏe mạnh, về thành công, về hạnh phúc. Và nếu như có những anh chị nào mà chúng ta đang cũng thực sự mong muốn được làm cái việc này, nếu như mà anh chị nào thực sự thấy rằng là mình đang mong muốn thay đổi càng sớm càng tốt, thì Dương và câu lạc bộ Chạm Hoa Vàng cũng đã tạo ra một cái chương trình, có một cái chương trình vô cùng đặc biệt, đó là chương trình 60 ngày làm chủ cuộc đời, dành riêng cho những anh chị nào thực sự mong muốn có được cái sự thay đổi, để được ạ, được Dương và các anh chị chuyên gia cầm tay chỉ việc bẻ lại cái niềm tin, và chúng ta sẽ chuyển hóa từng ngày để là sau 60 ngày thì anh chị có thể thay đổi hoàn toàn, dọn sạch hết tất cả những cái cây, những cái cỏ dại, những cái gốc rễ mà các chị không mong muốn. Và mình cài đặt lại hoàn toàn những cái niềm tin của sự giàu có. Mình cài đặt hoàn toàn những cái niềm tin về về khỏe mạnh, niềm tin về mối quan hệ, về tình yêu thương. Mình thay đổi hoàn toàn. Được chưa ạ? Thì nếu như mà anh chị nào thật sự cần, thật sự mong muốn ngay lúc này, ngay bây giờ, đó, thì ngay sau cái buổi ngày hôm nay, các chị hãy nhanh chóng ạ, ấn vào trong cái phần thông tin của Dương, nhắn cho Dương, và trong cái phần bio ngay dưới avatar của Dương, hoặc là trong cái nhóm học tập của Dương, để tham gia với chương trình 60 ngày làm chủ cuộc đời cùng với cả câu lạc bộ Chạm Hoa Vàng.
thì các anh chị có cái cơ hội có các anh chị doanh nhân hướng dẫn cho các anh chị cái cách để chúng ta tháo gỡ hết tất cả những cái niềm tin đó, tháo gỡ hết tất cả những cái niềm tin tiêu cực không hỗ trợ cho thành công, không hỗ trợ cho giàu có. Mình được sửa luôn cái niềm tin của mình, các chị được sửa từng cái niềm tin một luôn. Có rất là nhiều niềm tin, rất rất nhiều. Chúng ta bảo là biết rồi, nhưng mà chúng ta có biết cái cây nào nó ảnh hưởng chưa? Có rất là nhiều niềm tin. Nếu mà chúng ta nói về niềm tin không hỗ trợ cho sự thành công và giàu có, cái mà chúng ta tin á, chúng ta tin nên là chúng ta đâu có biết là nó sai đâu. Chúng ta tin nên là chúng ta mới đưa nó vào đầu. Tin rồi thì làm sao biết được là nó là đúng hay sai? Vậy thì ạ, chúng ta hãy để cho các chuyên gia, để cho những cái người mà người ta hiểu ấy, những cái người thực sự là có kết quả rồi thì họ sẽ sửa cho các anh chị. Và nếu như các anh chị muốn được sửa như vậy thì hãy hãy tham gia vào cái chương trình 60 ngày làm chủ cuộc đời để các anh chị được trực tiếp ạ, sửa những cái niềm tin vướng mắc, những cái tư duy nào mà hiện tại anh chị đang đang bị giới hạn. Nó đang kìm hãm anh chị lại. Nó làm cho mình, và chính ở gọi là chính là vì nó đã tạo ra cái tiếng nói nhỏ bên trong mình, khiến cho mình không đạt được cái mục tiêu về cuộc sống của mình. Yes, được chưa ạ? Đó là cái chương trình 60 ngày làm chủ cuộc đời. Vậy thì anh chị nào thực sự muốn thay đổi ngay lập tức thì ngay lập tức là hãy nhắn cho Dương để được tham gia, để được thay đổi luôn. Phá vỡ luôn cái con người bên trong của mình đi. Thay đổi hoàn toàn, khai phá toàn bộ cái sức mạnh tiềm thức của mình. Rồi, thì đó là cái về cái phần thay đổi niềm tin. Và các anh chị thấy ạ, cái sự tác động niềm tin ạ, ảnh hưởng đến ý thức, ảnh hưởng đến hành động và kết quả của mình chưa ạ? Nên là chúng ta cần phải thay đổi cái niềm tin của mình thì chúng ta mới có được cái kết quả mà mình mong muốn. Khi mà chúng ta đã làm chủ được cái niềm tin của mình rồi, làm chủ được những cái tư duy về giàu có, tư duy hỗ trợ cho sức khỏe và tình yêu thương, hạnh phúc của mình, thì sao ạ? Thì thế giới bên trong như thế nào? Thì thế giới bên ngoài như vậy. Bên trong như thế nào thì bên ngoài như vậy. Cái gì mà chúng ta có bên trong thì cái đó có ở bên ngoài. Khi mà chính thức cái niềm tin của anh chị là niềm tin của triệu phú, của tỷ phú, của những cái người giàu có, cái giá trị bên trong của mình nó chứa đầy những cái giá trị của người giàu, chứa đầy những cái phẩm chất của người giàu, thì lúc đó là chúng ta sẽ nói chuyện như người giàu và chúng ta cũng sẽ hành xử như người giàu, chúng ta sẽ lựa chọn như người giàu, chúng ta ra quyết định như người giàu, chúng ta có cái thói quen như người giàu. Và nếu như mà chúng ta vẫn cứ tiếp tục gọi là nói này, lựa chọn này, hành động liên tục như người giàu thì cái kết quả nó sẽ thay đổi theo thời gian. Thành công sẽ nuôi dưỡng thành công. Kết quả nó sẽ thay đổi và thay đổi. Khi mà kết quả thay đổi sao? Thì cái thành công của chúng ta nó sẽ cứ tiếp tục nó tăng lên và tăng lên. Thành công nó lại tăng lên. Thì cuộc sống của chúng ta nó sẽ giàu lên. Cuộc sống của mình nó sẽ giàu lên theo thời gian. Ok ạ. Cứ mỗi ngày ạ, ngày hôm nay bạn lại giàu lên một tí, ngày hôm sau bạn lại giàu lên một tí. Sau một tháng là bạn có cái thu nhập tăng lên. Sau 3 tháng bạn tăng cái thu nhập của mình lên. Bạn có nhiều cái nguồn thu nhập hơn. Và những cái nguồn thu nhập này nó cũng cũng tăng lên. Thế thì sau một khoảng thời gian đúng không? Dương mới chỉ là sau có 1 năm thôi. Sau 1 năm mà Dương được cài đặt lại toàn bộ những cái tư duy, những cái niềm tin, thì cái doanh nghiệp của Dương, doanh nghiệp ạ, nó đã gia tăng lên gấp 8 lần. Thu nhập của Dương đã gia tăng lên 9 con số. Mình trước đây là mình đi làm bao nhiêu năm rồi? Chưa ạ? Đó, nên là thành công thì nối tiếp thành công nó là như vậy. Bởi vì những cái thói quen hàng ngày của chúng ta nó dựa trên cái niềm tin và cái suy nghĩ gốc rễ của chính mình. Ok chưa ạ? À, về sức khỏe thì sao ạ? Trời ơi, nói về sức khỏe đúng không ạ? Rồi, ok. Nói về sức khỏe thì có một cái cực kỳ là hay luôn. Nếu như mà anh chị hiểu về sức mạnh tiềm thức ạ, thì sau khi mà thay đổi niềm tin về sức khỏe, thì Dương đảm bảo với anh chị, sau khi niềm tin của anh chị được thay đổi hoàn toàn, các anh chị có cái tư duy và có cái niềm tin của một người khỏe mạnh ấy, thì sau đó anh chị gần như là không bao giờ phải dùng thuốc nữa, không bao giờ phải cần uống thuốc nữa. Bởi vì sao ạ? Bởi vì có bệnh nữa đâu mà cần. Bởi vì ạ, các anh chị khỏe mãi, khỏe hoài luôn. Bởi vì là mình trẻ, rồi là mình đẹp luôn. Bởi vì là mình luôn luôn khỏe mạnh luôn. Và mình hiểu được cái cách để hoạt động, để hành động. Mình có được cái hiểu biết của một người khỏe mạnh, mình có tư duy đỉnh cao của một cái người khỏe mạnh, mình có cái thói quen ăn uống và vận động như một cái người khỏe mạnh, thì lúc đó là mình có được cái sự khỏe mạnh.
Và đối với hạnh phúc thì sao ạ? Về cái mối quan hệ của mình thì sao ạ? Khi mà tình yêu của chúng ta được nuôi dưỡng bằng cái niềm tin tích cực, khi mà chúng ta hiểu được là định nghĩa của tình yêu là cái gì, chúng ta hiểu được cái giá trị của cái việc học cái cách yêu thương, học cái cách kết nối này, học cái cách để là sao, để hòa hợp với những cái người xung quanh. Và cái đấy là nó cũng đến, nó cũng phải đến từ tư duy. Thì sao ạ? Thì chúng ta sẽ không bao giờ phải có những cái cuộc cãi vã nào với cuộc đời của mình nữa. Chúng ta không bao giờ phải có cái sự bất hòa với bất cứ ai trong cuộc sống, trong cái mối quan hệ của chúng ta nữa. Chúng ta là luôn luôn được mọi người yêu thương, luôn luôn đạt được cái sự hòa hợp trong cuộc sống. Khi mà chúng ta thay đổi được cái niềm tin gốc rễ của chính mình về các mối quan hệ và hạnh phúc và tình yêu. Ok không ạ? Rồi, vậy thì chúng ta thấy được rằng là sự thay đổi về niềm tin ấy, nó cũng ảnh hưởng tới tất cả các kết, gọi là các kết quả trong cuộc sống của mình. Không chỉ là ảnh hưởng về tài chính, sức khỏe hay là mối quan hệ đâu, mà nó ảnh hưởng tới tất cả mọi thứ trong cuộc sống. Thậm chí còn rất là tuyệt vời ạ. Anh chị nghĩ rằng ạ, chúng ta biết rằng là sao? Chúng ta như vậy thì con của chúng ta là như thế nào? Bao nhiêu trong số anh chị mong muốn con của mình sẽ trở thành một con người thành công, một con người khỏe mạnh, giàu có, tự do và hạnh phúc ạ? Bao nhiêu anh chị mong muốn con mình cũng có được cái cuộc sống như vậy? Nhưng mà cho Dương hỏi các anh chị ạ, ngay cả bản thân của anh chị còn không biết làm thế nào để là mình có thể giàu có. Anh chị không biết rằng là người giàu nghĩ cái gì, những người khỏe mạnh có tư duy gì, tình yêu là gì, làm thế nào để có được cuộc sống hạnh phúc. Vậy thì liệu anh chị có thể dạy cho con mình, liệu có thể chỉ cho con mình thành công được hay không? Liệu rằng cái kết quả trong tương lai của con của chúng ta thì sẽ như thế nào? Kết quả con của chúng ta sẽ như thế nào ạ? Nó sẽ là cái bản sao của chúng ta. Vậy thì chúng ta sẽ có hai cái lựa chọn các anh chị ạ. Một là sau này chúng ta sẽ nói với con của mình là: con này, cha mẹ đã làm những cái việc, cha mẹ đã làm rất là chăm chỉ rồi, làm việc rất chăm chỉ. Cha mẹ là những cái người công nhân, là những cái người nhân viên tốt. Cha mẹ là những người lao động tốt. Cha mẹ là những người tốt. Cha mẹ làm việc rất là tốt, rất chăm chỉ, rất là cần mẫn, đôi khi và vất vả. Nhưng tuy nhiên, được không ạ? Cuộc đời này nó không có được tuyệt vời cho lắm. Và cha mẹ đã không có thành công được. Cho nên là cha mẹ không có làm được đâu. Con dám mà làm đi, con cố gắng mà làm đi nhé. Vậy thì theo anh chị ạ, con mình sẽ nghĩ như thế nào? Bây giờ cha mẹ đẻ con ra còn không biết làm thì sao mà con làm được? Cha mẹ không chỉ cho con cách làm thì làm sao mà con làm được? Chỉ đi ạ, chỉ đi. Cha mẹ chỉ cho con làm đi. Nhưng mà cha mẹ cũng không biết thì giờ làm sao? Vậy thì anh chị có muốn có cái lựa chọn đấy không ạ? Anh chị có muốn nói với con mình như vậy không ạ? Hay là chúng ta có một cái lựa chọn là mình thay đổi, mình thành công, mình giàu có, mình có cái trí tuệ của những cái người giàu có, mình có cái sự hiểu biết, cái trí tuệ của những cái người khỏe mạnh, mình có niềm tin của những cái người khỏe mạnh, mình khỏe mạnh này, mình giàu có này, mình năng lượng này, mình hòa hợp với mọi người này. Khi mà mình thành công thì mình có thể nói với con mình là: con à, trong quá khứ cha mẹ cũng đã làm việc, có những cái khó khăn, có những cái thử thách, có những cái điều không mong muốn nó đến, nhưng mà cha mẹ cũng đã vượt qua được. Cha mẹ đã đạt được những cái thành công như ngày hôm nay, thành công về tài chính, thành công về sức khỏe, thành công về mối quan hệ. Và ngày hôm nay cha mẹ sẽ chỉ cho con cái cách để con cũng làm được như vậy, cách để con có thể giàu hơn cha mẹ, cách để con có thể khỏe mạnh hơn, để con có được cái cuộc sống nó hạnh phúc hơn. Cha mẹ làm được thì cha mẹ cũng tin con làm được, thậm chí còn làm tốt hơn. Bao nhiêu trong số anh chị cũng mong muốn là chúng ta nói với con mình cái điều này? Bao nhiêu trong số anh chị thấy rằng là nếu như mà chúng ta thành công thì chúng ta mới có thể dạy cho con của chúng ta thành công được. Chúng ta mới có thể dạy cho con mình, cho thế hệ sau này của chúng ta thành công được. Đúng không ạ? Vậy thì cho nên là gì ạ? Cho nên là nếu như mà anh chị thực sự là nhìn ra được cái điều này, nếu như mà chúng ta thực sự là muốn thay đổi, chúng ta không chấp nhận cái cuộc sống mà lúc trước, chúng ta không chấp nhận cái kết quả mà bây giờ mình đang đang đạt trong cái thời gian, sau một khoảng thời gian mà chúng ta đạt vừa xong rồi, trong những cái năm vừa qua rồi,
mình không muốn tiếp tục cứ mãi như vậy nữa. Thì bây giờ là cái lúc mà chúng ta thay đổi, đúng không? Hãy đăng ký tham gia vào cái chương trình là 60 ngày làm chủ cuộc đời. Rồi, và bây giờ chúng ta sẽ nói tới một cái phần trong ngày hôm nay, một trong những cái đặc tính của tiềm thức ạ. Chúng ta hiểu rằng ạ, tiềm thức là nơi lưu trữ thông tin. Và chúng ta được dạy cái gì, chúng ta cài đặt niềm tin gì, thì tiềm thức của chúng ta đều đồng ý và cho thêm. Nó say yes and more, đúng không ạ? Say yes and more. Vậy thì chúng ta tìm hiểu tiếp tục về cái đặc tính của tiềm thức nha. Một trong những cái đặc tính của tiềm thức ạ, đó là tiềm thức thì không hiểu từ không, anh chị ạ. Tiềm thức không hiểu từ không. Và anh chị ghi lại nhé. Rồi, tiềm thức không hiểu từ không. Và nhắc lại, Dương nhắc lại ạ. Tiềm thức nó chiếm đến 90% tâm thức của mình. Và tâm thức nó ảnh hưởng toàn bộ đến cái kết quả về cuộc sống của chúng ta. Như ban đầu thì Dương cũng đã chia sẻ với anh chị rồi. Một người thì họ có đủ 5 cái giác quan. Nhưng tâm thức của anh ta thì không có phát triển, không mạnh mẽ và không sắc bén. Thì anh ta cũng không thể nào mà thành công được. Anh ta không thể khỏe mạnh được và anh ta cũng không thể hạnh phúc được. Và tâm thức thì nó ảnh hưởng tới cái kết quả bên ngoài của chúng ta. Và tiềm thức thì nó chiếm đến 90% của tâm thức. Ý thức nó chỉ là 10% thôi. Và nó chỉ có một cái chức năng duy nhất thôi. Đó là khả năng ra quyết định. Vậy thì một cái yếu tố là bây giờ đặc tính của tiềm thức nó không hiểu từ không. Có nghĩa là sao? Nếu như các anh chị tập trung vào những cái điều mà mình không muốn thì tiềm thức nó sẽ ngay lập tức nó đồng ý và cho thêm. Nó sẽ cài đặt cái đó và nó sẽ càng thu hút những cái điều đấy đến với cuộc sống của chúng ta. Và nó không hiểu từ không. Ví dụ như là rồi bây giờ Dương sẽ cho anh chị một cái trải nghiệm ha. Rồi, Dương sẽ cho anh chị một cái trải nghiệm ạ. Bây giờ mình sẽ thử nhắm mắt lại đi ạ. Rồi, anh chị xem trực tiếp ở trên TikTok thì cũng có thể là có thể nhắm mắt lại, thử nhắm mắt lại để chúng ta trải nghiệm nhé. Rồi ạ. Ok, mình thử nhắm mắt lại. À, bây giờ thì Dương muốn anh chị là hãy hình dung. Nhắm mắt lại và chúng ta hãy hình dung. Đừng nhá. Cái này là không được nghĩ đến ạ. Tuyệt đối là không được nghĩ đến ạ. Cấm luôn ạ. Cấm luôn ạ. Cấm không được nghĩ đến một con voi màu hồng. Đừng nhá, đừng có nghĩ đến con voi màu hồng nhá. Tuyệt đối là không được nghĩ đến con voi màu hồng. Con voi màu hồng đang đi xe đạp một bánh. À, con voi màu hồng lại còn đang đang đi xe đạp một bánh nữa đấy ạ. Tuyệt đối là không được nghĩ tới ạ. Cấm luôn ạ. Không được nghĩ tới con voi màu hồng đang đi xe đạp một bánh. Rồi, bây giờ anh chị mở mắt ra đi ạ. Bao nhiêu anh chị nghĩ tới con voi màu hồng đi xe đạp một bánh ạ? Rồi anh chị comment ạ. Em cảm ơn chị Vi ạ. Rồi, ok, anh chị comment nha. Ok nhỉ? À, chúng ta đâu có muốn đâu. À, không muốn mà tại sao là nó lại cứ hiện lên ạ? Đó là tiềm thức của mình. Anh chị thấy hay không ạ? Ồ, nhiều lúc là cái tâm thức của con người ạ, nó là một cái thứ nó rất là tuyệt vời luôn ạ. Và khi mà chúng ta càng nó từ không thì tiềm thức của chúng ta nó giống như là Google đó các anh chị. Các anh chị search cái gì, nói cái gì, nó sẽ đều say yes and more. Nó sẽ xuất hiện ạ. Nó sẽ xuất hiện các anh chị ạ. Và nó sẽ lại tiếp tục cài đặt vào niềm tin của mình. Các anh chị càng nói cái điều đó thì nó càng làm sao ạ? À, nó lại càng cài vào cái khu vườn tiềm thức. Và vô tình ạ, mình lại gieo một cái hạt mầm mới. Và khi mình gieo thì sao? Mình gieo thì mình sẽ gặt. Vậy thì nếu như bây giờ các anh chị hay nói về những cái điều anh chị không thích, chúng ta hay nói về những cái điều mà chúng ta không thích ạ. Ví dụ là hay than nghèo kể khổ, hay than ạ, điều đó là tốt hay là cực kỳ nguy hiểm? Khi các anh chị tập trung nói về những cái điều không tốt, những cái điều mà anh chị không muốn, anh chị hay nói xấu người khác, hay là anh chị hay than vãn, hay là chúng ta hay đổ lỗi, chúng ta hay tập trung vào những cái điều tiêu cực, thì theo các anh chị ạ, tiềm thức nó sẽ có cái phản ứng gì với cái việc mà chúng ta lựa chọn từ cái ý thức là 10% đấy ạ? Bởi vì các anh chị lựa chọn mà. À, chúng ta lựa chọn nói về những cái chủ đề gì, chúng ta được lựa chọn là nghĩ về những cái điều gì, chúng ta được lựa chọn là tập trung vào những cái điều gì. Nếu như bây giờ chúng ta đang tập trung vào cái điều đó thì có phải là ý thức của chúng ta đang được lựa chọn là gieo cái này đi, mặc dù cái điều đó là điều mà các bạn không thích, đúng không ạ?
anh chị không thích. Có nhiều người họ hay kể lể về cái bệnh của họ, hay nói về những cái vấn đề tiêu cực trong cuộc sống của họ, hay nói về cái việc mà họ họ có kết quả không là tốt, không tốt về tài chính, hay là họ nói về cái sự bất mãn về cái nền kinh tế, hay là về công ty, hay là cái người sếp của họ, hay là cái việc mà họ phải đóng thuế, hay là cái giá cả nó đắt đỏ như thế nào đấy. Nhưng mà anh chị thử đoán xem ạ, những cái người này đa số họ có giàu không ạ? Rồi anh chị thử để ý ạ, để ý nhé. Vậy thì cái lý do họ không giàu nên là họ mới nói về những cái điều đó, hay là do họ tập trung quá nhiều về những cái điều đó nên là họ cứ thu hút những cái việc như vậy ạ? Họ cứ gieo 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 vào cái tiềm thức của họ, gieo vào cái mảnh vườn đó. Và đương nhiên rồi, cứ gieo thì nó lại phát triển lên. Cái tiêu cực đó các anh chị, nó cắm sâu cái gốc rễ vào đã mấy chục năm rồi. Bây giờ đâu cần gieo nữa đâu, bây giờ chỉ cần tập trung nói về nó thì sao? Ôi, đang đang cho dinh dưỡng vào. Mỗi khi anh chị nói những cái điều không tích cực ấy, là mình đang nuôi nấng cái cây gai, mình đang cho cái cây không tốt, cho cái cây không tích cực, cho cái cây không khỏe mạnh ấy, cho cái cây không giàu ấy, để nó lớn hơn, nó phát triển hơn, nó ra nhiều cái quả gai hơn, nhiều quả không tốt hơn. Mà khi mà các bạn nói xấu người khác ra thì có phải là bạn đang tập trung vào ai? À, chúng ta đều biết về sức mạnh tiềm thức rồi, chúng ta hiểu về tiềm thức rồi. Nếu như mà một đứa trẻ sinh ra, nó có biết đâu là tốt, đâu là không tốt không? Nó có biết đâu là đúng, đâu là sai không? Nó còn không biết được đâu là người giàu, đâu là người nghèo nữa, đúng không ạ? Nên là đối với một đứa trẻ mới sinh ra thì tiền đối với nó cũng giống như là tờ giấy thôi. Anh chị đồng ý không ạ? Nếu như mà chúng ta nhìn thấy một cái điều không tốt từ người khác, có nghĩa là điều đó nó có ở trong chúng ta. Nếu như mà các chị có thấy được một cái điều gì đó không tốt từ người khác, có nghĩa là điều đó là do mình thấy mình, nó đến từ mình, điều đó nó có từ mình. Và như lúc nãy là Dương đã phân tích với các anh chị rồi, khi mà các anh chị gặp một cái người nào đó, những cái đánh giá phán xét đối với họ có đúng thật sự là bản chất của họ không, hay nó chỉ là dựa trên cái thông tin tiềm thức của mình thôi? Một người tốt hay là chưa tốt, một người giàu hay là chưa giàu, một người tích cực hay là không tích cực, một người tuyệt vời hay là không tuyệt vời, khi mà chúng ta đánh giá phán xét một cái người nào đó, theo các anh chị ạ, đánh giá đó là đúng cái bản chất của họ hay là cái điều đó nó đến từ mình, nó đến từ cái niềm tin của mình, nó đến từ mình, đúng không ạ? Có cái thứ đó thì mình mới nhìn người ta như vậy, mình mới thấy được cái điều không tốt của người ta. Chưa chắc là họ có cái thứ đó mà là nó đến từ chính bản thân của mình. Rồi, và điều đó có nghĩa là nếu như mà chúng ta tập trung vào những cái điều không tốt cho người khác, thậm chí lại còn hay nói xấu về người khác cơ, thì cơ bản là sao ạ? Thì chính chúng ta là cái người sẽ gieo cái điều đó mạnh mẽ vào tầng tiềm thức của mình, và mình sẽ vô tình là sẽ mắc cái điều đó mà mình không có biết luôn. Vô tình là mình bị cái đó luôn, mình bị cái tính không tốt đấy mà mình không biết luôn ạ. Rồi, bao nhiêu trong số các anh chị chúng ta hiểu được cái bài học này ạ? Nó lạ vậy đấy, tiềm thức không hiểu từ không, cho nên là những cái thứ mà anh chị không thích thì tiềm thức nó không có biết, nó không hiểu, nó chỉ yes and more, nó chỉ đồng ý và cho thêm thôi. Và đương nhiên ạ, những cái thứ anh chị thích, anh chị nói thì tiềm thức nó cũng đồng ý và cho thêm rồi. Và đó là một cái yếu tố, một cái đặc tính của tiềm thức. Cho nên là từ giờ trở đi chúng ta sẽ ứng dụng như thế nào ạ? Chúng ta sẽ không than vãn nữa, chúng ta không đổ lỗi nữa, và chúng ta sẽ không tập trung vào những cái điều không tốt nữa. Và nếu như bạn gặp những cái người nào mà người ta hay đổ lỗi thì sao? Hay than vãn, hay nói xấu người khác, vậy thì bạn sẽ làm gì ạ? Nếu như chúng ta tiếp xúc với những cái người như vậy và họ nói chuyện với chúng ta, họ cứ ở đổ lỗi này, than vãn này, nói xấu người khác, thì chúng ta sẽ làm gì ạ? Có một cái cách rất là tốt, đó là quyền năng được lựa chọn. Quyền năng của con người là quyền được lựa chọn và ra quyết định. Anh chị có quyền được được chọn bạn mà chơi, được quyền chọn thầy mà học, cũng có cái quyền là được chọn đối tác mà làm ăn.
Và nếu như mà chúng ta chơi với 5 người tiêu cực thì họ sẽ dạy bạn cái điều gì ạ? Nếu mà bạn chơi với 5 người đổ lỗi thì bạn sẽ là ai? Và bạn cũng biết rồi đúng không ạ? Đổ lỗi là trái ngược với cả chịu trách nhiệm. Và buổi ngày hôm trước thì Dương cũng đã chia sẻ với các anh chị rồi. Ba cái phẩm chất của người thành công. Đúng không ạ? Phẩm chất đầu tiên đó là phẩm chất chịu trách nhiệm. Nếu mà bạn đổ lỗi thì bạn có chịu trách nhiệm không ạ? Bạn không chịu trách nhiệm thì bạn không thể nào thành công được. Và nếu như bạn chơi với 5 người suốt ngày than vãn, suốt ngày than nghèo kề khổ, vậy thì bạn là ai ạ? Bạn hãy thử nhìn 5 người đó đi. Có ai thành công chưa? Có ai hạnh phúc không? Có ai giàu có không? Có ai khỏe mạnh không? Và bạn có muốn cái kết quả giống như họ không? Quyền của bạn là quyền được lựa chọn. Và cuối cùng ạ, nếu như bạn chơi với 5 người mà suốt ngày ở đi bêu rếu người khác, đi nói xấu người khác, bạn cứ thích nghe ngóng những cái thông tin drama không tích cực về người khác, thậm chí bạn còn không biết những cái điều đó là đúng hay sai, bạn cứ chơi với 5 người suốt ngày đi nói xấu nhau, suốt ngày đi nói xấu người khác, thì bạn sẽ trở thành ai? Vậy thì ạ, chúng ta đã biết được rằng là cái quyền năng của ý thức đó là quyền được lựa chọn, và quyền năng lớn nhất của con người đó là quyền được lựa chọn. Anh chị có quyền được lựa chọn là chơi với ai, anh chị có quyền lựa chọn là học cùng với ai, anh chị cũng có quyền lựa chọn là làm ăn kinh doanh với ai. Ok chưa ạ cả nhà ơi? Rồi, và bao nhiêu trong số anh chị ạ, chúng ta ra quyết định từ cái thời khắc này cho tới suốt cuộc đời là chúng ta chỉ chơi với những cái người tích cực, thành công, giàu có, khỏe mạnh và hạnh phúc ạ. Chúng ta là chỉ học từ những cái người tích cực, giàu có, thành công, khỏe mạnh và hạnh phúc. Chúng ta chỉ hợp tác kinh doanh và làm ăn với những cái người giàu có, khỏe mạnh, tích cực, thành công và hạnh phúc. Thì có thể comment tôi là người thành công được không ạ? Bao nhiêu chị ra quyết định ạ? Từ giờ tới suốt cuộc đời luôn ạ. Nhớ anh chị nói sao? Nhớ anh chị nói rằng là tôi phải thay đổi người bạn của tôi. Ngày hôm trước thì Dương đã chia sẻ rồi đúng không ạ? Như diễn giả Jim Jones là bậc thầy hàng đầu thế giới về huấn luyện con người đã từng nói là gì? Ngày xưa ông ấy đã từng nói là tôi sẽ phải thay đổi một người dù có phải chết thì tôi cũng phải thay đổi bằng được. Và kết quả là gì ạ? Ông ấy suýt chết. Ông ấy nói như vậy đấy ạ. Không thể thay đổi người khác trừ khi họ quyết định họ thay đổi thôi. Cho nên là nếu như anh chị nghĩ rằng là anh chị có thể thay đổi được 5 cái người tiêu cực đấy thì chưa biết ạ. Chưa biết nhá. Chưa biết ai là cái người bị đồng hóa đâu. Nên là theo cái quan điểm của Dương ạ, mình rất là quý ạ, mình rất là quý những cái người bạn đó của mình. Và có vẻ như là mình chưa giàu có, mình chưa thành công, mình chưa tích cực, mình chưa hạnh phúc. Mình chơi với họ nên là họ mới bị như vậy. Có vẻ như là vậy. Nên là cái cách tốt nhất ạ, cách tốt nhất để bảo vệ cho họ và bảo vệ cho cả mình, đấy là nghỉ chơi với họ luôn. Nghỉ chơi để bảo vệ cho họ đi chứ ạ. Họ chơi với mình nên là họ bị nghèo đấy, họ chơi với mình nên họ bị không hạnh phúc, họ chơi với mình nên họ không khỏe mạnh, họ chơi với mình nên là họ bị như vậy. Nên là thôi tạm thời mình nghỉ chơi với họ đi, mình bảo vệ cho họ và mình bảo vệ cho chính mình, trừ khi mà cái người đó họ tự thay đổi, họ lựa chọn, họ thay đổi trở thành cái người tích cực, thành cái người giàu có, thành cái người mà khỏe mạnh, thành cái người hạnh phúc. Và đương nhiên ạ, những cái điều đó là kết quả từ niềm tin của anh chị nhé. Niềm tin như thế nào thì kết quả nó là như vậy. Trừ khi ạ, cái người đó chấp nhận thay đổi thì chúng ta mới có thể chơi được với họ thôi. Chúng ta mới có thể hợp tác với họ mà thôi. Không thì ạ, rất là khó để chúng ta có thể thành công được. Và Dương nhắc lại ạ, quyền năng của các anh chị đó là quyền được được lựa chọn và ra quyết định. Và chủ nhật tuần này ạ, chúng ta bắt đầu cái chương trình 60 ngày làm chủ đời, rèn luyện thân tâm trí của cái năm mới này, năm 2024 này. Rồi, chúng ta sẽ tiếp tục vào cái chủ nhật tuần này ha. Nếu mà anh chị nào chưa có cơ hội tham gia thì có thể nhắn Dương để Dương có cơ hội cùng với anh chị tham gia vào cái chủ nhật tuần này cùng với cả câu lạc bộ Trận Hoa Vàng. Rồi, và cái chương trình livestream làm chủ sự giàu có này thì chủ nhật tuần này thì Dương sẽ không có phát live. Thì Dương sẽ tiếp tục cái chuỗi live này cho đến hết thứ bảy nha anh chị nha. Cuối tuần thì Dương sẽ dành thời gian để các anh chị cũng có thể là ôn tập này. Và Dương cũng
ở trong cái chương trình rèn luyện 60 ngày làm chủ thân tâm trí, 60 ngày thay đổi cuộc đời, và Dương cũng sẽ hỗ trợ cho anh chị cũng thay đổi. Đó, các anh chị cũng có thể ôn ôn tập những cái kiến thức mà chúng ta đã được học trong những cái ngày vừa qua. Chưa ạ? Ok ạ. Đúng không? Vì văn ôn võ luyện thì mới thành công được anh chị nhá. Rồi, bây giờ thì Dương cũng sẽ chúc chúc cho anh chị có một cái năm mới ha. Bây giờ cũng hết mùng rồi. Hết mùng hết mền rồi đúng không ạ? Bây giờ là chúng ta là đã qua cái năm mới rồi, là gì ạ? Chúng ta đã vừa là ăn chơi nhảy nhót đã đời rồi đúng không? Qua những cái ngày Tết nhất rồi. Đó, thì bây giờ chúng ta sẽ tập trung vào học tập và làm việc để chúng ta có thể kiếm được thật là nhiều tiền, để chúng ta đạt được cái sức khỏe, có cái cơ thể hoàn hảo, có được cái sự thành công giàu có của chính mình nha. Rồi, bây giờ Dương xin chúc cả nhà mình chúng ta có một cái năm mới thành công, giàu có, khỏe mạnh, lành lặn, thông minh, may mắn, tự do và hạnh phúc trọn vẹn cả cuộc đời. Rồi ạ, Dương xin hẹn cả nhà mình vào cái chương trình tiếp theo, vào cái buổi Zoom tiếp theo, buổi livestream tiếp theo. Rồi, hẹn cả nhà mình và xin chào tạm biệt và các anh chị ạ.